Sức mạnh biến cuộc sống tầm thường thành phi thường. Tác giả Mark Owen. Chào mừng các bạn thính giả đến với kênh Radio Kết Nối. Hôm nay, kênh sẽ đem đến cho bạn một cuốn sách để giúp cho mọi người có thay đổi suy nghĩ, tầm nhìn và hành động của mình. Cho bạn biết rằng mình cần có những gì để từ một người bình thường trở nên phi thường với những thành công mà người khác không bao giờ dám nghĩ tới. Qua những ví dụ về những người thành công xuất chúng, bạn sẽ thấy rằng đa số họ đều có một sự khởi đầu với địa vị thấp hèn, đã từng nếm trải hàng trăm, hàng nghìn lần khó khăn và thất bại trước khi có được thành công hơn người. Họ đã sử dụng những sức mạnh đặc biệt nào? Qua 11 sức mạnh được nhắc đến trong cuốn sách, tôi tin chắc bạn sẽ sở hữu một vài sức mạnh vượt trội trong đó, và số còn lại bạn sẽ phải tự mình rèn luyện thêm để tự hoàn thiện bản thân mình. Mục lục được nhắc đến trong cuốn sách bao gồm sức mạnh của bạn, sức mạnh não bộ, sức mạnh của tầm nhìn, sức mạnh của mục tiêu, sức mạnh của tri thức, sức mạnh của lòng kiên trì, sức mạnh của sự tập trung cao độ, sức mạnh của những người thầy và bạn bè, sức mạnh của sự giúp đỡ, sức mạnh của ngôn ngữ, sức mạnh của đồng tiền. Vâng, nghe thật hấp dẫn phải không nào? Nào, hãy cùng tôi và Radio Kết Nối cùng tìm hiểu xem cuốn sách này sẽ giúp ích gì được cho bạn nhé. Lời tựa. Theo kinh nghiệm của tôi, thành công luôn đến với những ai dám mơ ước về những triển vọng. Nhờ tính kiên trì, họ vượt qua trở ngại và đạt được thành công vượt xa mơ ước ban đầu. Trong đời, ai cũng có đôi lần vấp ngã. Nhưng thành công nghĩa là học hỏi từ những sai lầm và cố gắng làm sao để không dẫm phải vết xe đổ. Cuốn sách này dành cho một số ít những người định hướng để trở nên đặc biệt. Một nhóm nhỏ những người sẵn sàng làm những công việc khó khăn để đạt được cuộc sống mỹ mãn với thành công và trọn vẹn. Bạn thậm chí có thể nói rằng những người này đang thực hiện một sứ mệnh. Nếu bạn xác định mục tiêu cuộc sống là sự thành công phi thường, thì dù trong bất kỳ lĩnh vực nào, cuốn sách này cũng đều sẽ mang đến cho bạn những bài học có thể giúp đỡ bạn trên hành trình của mình. Không bao giờ là sớm quá hay muộn quá để bắt đầu mưu cầu thành công. Có biết bao nhiêu tấm gương, những người từ cuộc sống ban đầu tầm thường dần trở nên thành công đặc biệt. Theo lẽ thường, ở cái tuổi 71 như tôi, người ta thường nghỉ ngơi, làm việc, sống an nhàn và hưởng thụ. Nhưng cả đời tôi là một chuỗi những điều bất thường, nên có vẻ nhiệm vụ bây giờ của tôi là để lại thứ gì đó giúp ích cho đời sau. Cuốn sách này chính là di sản tôi truyền lại cho những người có thể cần được động viên trên con đường định hướng định mệnh của họ. Tôi hy vọng bạn sẽ thấy những sức mạnh mà tôi khám phá được là sự hữu ích đối với hành trình của cá nhân bạn. Khi đọc sách, bạn sẽ được truyền cảm hứng để khám phá những điều khả thi trong cuộc sống, đặt ra những mục tiêu lớn, phát triển những kỹ năng cần thiết để đạt được rồi vượt xa tất cả những mục tiêu đó. Có vài điều cần nhắc đến trước khi bạn bắt đầu cuộc hành trình. Đầu tiên, nếu bạn trông đợi tôi sẽ đưa ra một chỉ dẫn cụ thể, chính xác, từng bước để bạn biết cách sống, thì bạn sẽ thất vọng đấy. Tôi sẽ không nói bạn phải làm gì. Điều tôi quan tâm ở đây là giúp bạn hiểu được những sức mạnh mà bạn đang sở hữu. Chúng sẽ cho phép bạn đạt được ước mơ và mục tiêu đề ra, bất kể đó là gì. Trong khi ước mơ và mục tiêu của mọi người là khác nhau, và điều đó thật tuyệt vời, thì những người đang đọc cuốn sách này đều có chung một tập hợp những sức mạnh. Dù cho một vài sức mạnh còn đang ẩn sâu trong con người bạn, bạn có thể làm việc và cải thiện bản thân dựa trên một vài hay tất cả sức mạnh được nói đến, bất kể xuất phát điểm như thế nào. Trong chương tiếp theo, tôi sẽ đồng thời giải thích sức mạnh này là gì và khi chúng được áp dụng vào thực tế thì sẽ như thế nào. Tôi cũng sẽ chỉ cho bạn cách để bạn khám phá và trau dồi sức mạnh tốt nhất của mình, cũng như nuôi dưỡng sức mạnh còn non kém. Trong những chương tới, bạn sẽ được đọc rất nhiều về thành tựu trong cuộc đời tôi. Nhưng bạn cũng sẽ thấy kha khá những sai lầm mà tôi đã phạm phải. Có vẻ như không đúng lắm khi nói về những thất bại trong một cuốn sách về thành công. Nhưng bất kỳ ai đã đạt được thành công đều hiểu tầm quan trọng của thất bại. Steve Jobs đã từng có một bài phát biểu rất thẳng thắn về bản chất của thất bại trong lễ phát bằng tại Đại học Stanford như sau. Khi đó tôi không nhận ra, nhưng hóa ra việc bị Apple sa thải
là điều tuyệt vời nhất từng xảy đến với tôi. Gánh nặng của việc thành công được thay thế bằng sự nhẹ nhõm của kẻ được làm lại từ đầu, khi mọi thứ còn chưa chắc chắn. Nó cho phép tôi tự do bước vào một trong quãng thời gian sáng tạo nhất của cuộc đời. Trong những năm sau đó, tôi đã thành lập công ty riêng có tên là Next, một công ty khác tên là Pizza. Phải lòng một người phụ nữ tuyệt vời và sau này trở thành vợ tôi. Pizza bắt đầu đi vào hoạt động bằng việc sản xuất bộ phim Câu chuyện đồ chơi. Bộ phim hoạt hình dài được sản xuất bằng máy tính đầu tiên trong lịch sử điện ảnh. Và giờ đây, Pizza là xưởng phim hoạt hình thành công nhất thế giới. Trong một biến cố bất ngờ khác, Apple đã mua lại Next. Tôi trở lại làm việc cho Apple. Và những công nghệ mà chúng tôi đã phát triển tại Next đã trở thành trọng tâm của thời kỳ phục hưng hiện thời tại Apple. Tôi chắc chắn rằng không một điều nào tôi vừa kể trên có thể xảy ra nếu tôi không bị cho thôi việc ở Apple. Nó từng là một liều thuốc đắng ngắt, nhưng tôi cho là thuốc đắng dã tật. Đôi khi cuộc sống dập thẳng bằng một viên gạch vào đầu bạn, nhưng đừng bao giờ đánh mất niềm tin. Tôi đã được thuyết phục rằng điều duy nhất khiến tôi tiếp tục tiến lên là bởi vì tôi yêu những gì mình làm. Bạn phải tìm ra điều thật sự khiến mình yêu thích. Điều này đúng cả trong công việc và chuyện tình cảm. Công việc sẽ là một mảnh ghép lớn của cuộc đời bạn, và cách duy nhất để thật sự thỏa mãn là làm những việc bạn tin là tuyệt vời. Và cách duy nhất để làm được những việc tuyệt vời chỉ có thể là yêu công việc bạn làm. Nếu bạn chưa tìm được công việc yêu thích, hãy cứ tiếp tục tìm kiếm. Đừng vội ổn định cuộc sống. Bằng cả trái tim, bạn sẽ biết khi bạn tìm được chúng. Và cũng giống như bất kỳ mối quan hệ tốt đẹp nào khác, mối quan hệ giữa bạn và công việc mà bạn thật sự yêu thích sẽ cứ thế tốt đẹp hơn, từ năm này qua năm khác. Vì thế, hãy cứ tìm kiếm cho đến khi bạn tìm thấy chúng, đừng vội ổn định. Nếu chỉ có một điều mà bạn rút ra được từ cuốn sách này, tôi hy vọng đó là một sự thấu hiểu cặn kẽ, một sự trân trọng dành cho ngụ ý cốt lõi trong câu chuyện của Job. Bạn có thể khắc phục được hoặc vượt qua hầu hết mọi trở ngại. Không quan trọng trong quá khứ, bạn là ai hay ở vị trí hiện tại của bạn là ở đâu. Điều quan trọng nhất là đích đến của bạn. Thành công không phải là thứ gì đó có thể đạt được dễ dàng. Mỗi sức mạnh riêng biệt cần có sự chăm chỉ và kỷ luật rèn luyện. Nhưng tôi tin chắc rằng bằng việc trau dồi những sức mạnh trong cuộc đời, ai trong chúng ta cũng sẽ có khả năng đạt được mục tiêu đề ra, bất kể chúng là gì. Vì thế, hãy lật dở các trang sách và cùng nhau bắt đầu biến ước mơ thành hiện thực. Tạo nên sự khác biệt, làm việc tốt, tận hưởng niềm vui và không bao giờ nghỉ hưu. Sự khởi đầu. Mọi sự bất hạnh, thất bại hay nỗi đau đều mang trong mình hạt giống của một lợi ích ở mức độ tương đương hoặc hơn thế. Napoleon Hill. Không giống như phần lớn những câu chuyện từ nghèo khó thành giàu có, tôi lại là người giàu có thành nghèo khó, rồi giàu có trở lại với nhiều câu chuyện ý nghĩa. Tôi sinh ra trong một gia đình giàu có, được xã hội trọng vọng. Tổ tiên tôi đã ở đây từ những ngày đầu thành lập nước Mỹ. Thị trấn Sandwich, Cape Cod, Massachusetts được tổ tiên của tôi, Edmund Freeman, một người có sức thuyết phục và luôn tràn đầy năng lượng, thành lập vào năm 1637. Trong khi lịch sử dòng họ vẫn còn nhiều điều chưa được khám phá ra, tôi biết rằng gia đình mình tham gia rất sâu vào cuộc cách mạng Mỹ. Hậu duệ của Edmund Freeman, ông ngoại của tôi, Charles Hughes Freeman, cùng người cộng sự của mình, William C. Yorke, là hai trong số những đại tư bản ngành dầu mỏ đầu tiên ở West Virginia. Khi cùng nhau xây dựng nền móng thành công vững chắc cho gia đình Freeman, Yorke, người ban đầu thuê ông ngoại tôi làm luật sư, là một nhà tư bản trong ngành sản xuất gỗ, được công nhận là người giàu nhất bang Michigan trong những năm đầu của thế kỷ 20. Một lần, ông mời ông ngoại của tôi đi cùng tới West Virginia để định giá mảnh đất mà một người cộng sự kinh doanh trong một thương vụ làm ăn khác vừa gán lại để trả nợ cho ông. Ông ngoại tôi và Bill, con trai của Yorke, bắt đầu chuyến tàu đến Charleston, West Virginia, rồi thuê xe ngựa để đi khám phá khu đất. Trong lúc đang đi khám phá, ông ngoại tôi ngạc nhiên khi chứng kiến một số con suối trên núi đang bốc cháy. Khi phát hiện ra nguyên nhân đám cháy là do dầu và khí ga tự nhiên rò rỉ từ lòng đất,
ông đã vô cùng bất ngờ bởi nguồn nguyên liệu hóa thạch dồi dào. Giá trị này chưa hề được khai thác. Nhận thấy đây là cơ hội nghìn năm có một, ông ngoại tôi ngay lập tức thông báo với Giao Kỳ và đề xuất hợp tác, cùng nhau mua thêm những vùng đất lân cận, tận dụng tối đa sự trù phú của khoáng sản nơi này, từ đó thành lập công ty than đá Giao Kỳ và Freeman. Họ xây giếng dầu đầu tiên vào năm 1906 và mở rộng lên 350 giếng trong những năm đầu của thế kỷ 20. Sau đó, bán công ty lại cho công ty dầu mỏ South Penn, sau này trở thành tập đoàn Penn Oil. Tâm nhìn và tinh thần doanh nhân của họ đã mang đến cho gia đình tôi sự giàu có và vô vàn những đặc quyền. Khi ông ngoại của tôi kết hôn vào năm 1910, tài sản của ông ở mức 10 triệu đô la. Năm 1920, ông ngoại tôi mất. Khi đó, nhiều bài báo đã trích dẫn lời nhận xét của bạn bè về ông, gọi ông là một trong những người có trái tim ấm áp nhất mà tôi từng biết. Một người bạn của ông nói, ông ấy là người có quan điểm cảm thông và luôn đánh giá mọi việc một cách khoan dung. Một người bạn trung thành và một người công dân gương mẫu. Cho đến ngày hôm nay, tôi vẫn luôn cố gắng phấn đấu giữ gìn di sản của ông ngoại. Thế nhưng, do ảnh hưởng nặng nề của cuộc đại suy thoái, cũng như nhiều năm trời tiêu xài hoang phí của thế hệ tiếp theo trong gia đình, sự thịnh vượng từ đời ông ngoại đã không thể duy trì đến đời tôi. Giờ nghĩ lại, có lẽ đấy là điều may mắn. Nếu gia đình tôi vẫn giàu có, thì tôi sẽ chẳng bao giờ có động lực để phát triển những kỹ năng, hoài bão của riêng mình, để hiện thực hóa tầm nhìn lớn là xây dựng lại danh tiếng cũng như cơ đồ của gia đình. Con gái ông, mẹ tôi, Joan, là một trong những người có địa vị cao nhưng sống rất bất cần, quá quen với việc có thể dễ dàng đạt được mọi thứ mình muốn, bao gồm ba đời chồng. Khi còn nhỏ, tôi đã phải chứng kiến mẹ trượt dốc vào vòng xoáy vô tận của rượu, trầm cảm và tuyệt vọng. Cuộc sống gia đình tôi vì thế mà vô cùng buồn bã và tăm tối. Khi đến tuổi thiếu niên, tôi trở nên ngông cuồng và nổi loạn. Tôi biết hút thuốc từ khi 9 tuổi và uống rượu thường xuyên từ năm 12 tuổi. Cùng năm đó, tôi trải nghiệm đêm đầu tiên trong tù. Một ngày nọ, tôi và người anh 16 tuổi cùng mẹ khác cha và vài người bạn của anh bị cảnh sát tóm khi vừa lái xe, vừa uống bia Country Club và ném những vỏ lon bia rỗng vào trường học. Một đứa chạy thoát được, còn lại bị đưa hết về đồn. Riêng tôi được một nhân viên cảnh sát dắt ra chỗ khác vì tôi còn nhỏ. Ông ta nói, hãy nói tên của con thỏ đang chạy trốn và con sẽ được tha về nhà. Không chút ngập ngừng, tôi đáp lại, tôi không phải kẻ chỉ điểm. Thế là tôi bị viên cảnh sát đó nhốt lại. Đến năm lớp 10, tôi đã phát triển một thói quen tồi tệ là thường xuyên bỏ học. Và cuối cùng, tôi bị đuổi học. Thầy hiệu trưởng nói với tôi, con trai, con có rất nhiều tiềm năng, nhưng trừ khi con quyết định dùng chúng, còn không thì chúng ta không có chỗ dành cho con. Vào khoảng thời gian đó tôi bị đuổi học, vì óc phán đoán nghèo nàn cùng những thú vui hoang phí của mẹ, dần dần của cải trong nhà chẳng còn bao nhiêu. Mẹ tôi buộc phải đi làm trợ lý bán hàng cho một cửa hàng dành cho nữ để có thể kiếm đủ tiền trang trải cho những nhu cầu tối thiểu của gia đình. Vì ông tôi từng là một trong những người đầu tiên sở hữu đội bóng chày chuyên nghiệp Detroit Tiger, tôi thích nói rằng mình được ngậm thìa vàng. Nhưng rồi gia đình trở nên suy kiệt, kinh tế ngày càng eo hẹp. Tôi luôn có cảm giác rằng mẹ tôi cùng lối sống vội vàng, buông thả và những quyết định sai lầm của bà đã lãng phí tài sản thừa kế đáng nhẽ là của tôi. Thất vọng và oán thán đến giận dữ và nổi loạn, tôi bắt đầu giao du với những thành phần bất hảo, bướng bỉnh giống mình. Chẳng bao giờ tôi mảy may suy nghĩ đến tương lai. Hành vi của tôi luôn rất dễ đoán và sớm muộn gì cũng sẽ mang đến tai họa. Tôi và đám bạn của mình luôn gặp rắc rối với luật pháp. Trong số tất cả những hành vi phạm pháp mà tôi từng làm, có lần tôi đã từng phát triển một âm mưu tưởng chừng không thể đoán được và cũng không để lại dấu vết gì. Tôi giả mạo chữ ký của mẹ để bí mật rút một ít tiền từ xét từ tài khoản ngân hàng của bà. Vì mẹ tôi luôn say xỉn mà, làm sao bà có thể phát hiện được việc này chứ? Chà, hóa ra mẹ tôi để tâm đến tài chính của bà hơn tôi nghĩ. Tháng 3 năm 1961, tôi, 16 tuổi, bị cảnh sát bắt vì tội làm giả xét. Sau đó bị đưa tới nơi giam giữ người vị thành niên chờ xét xử. Ngồi sau song sắt, tôi cảm thấy cô đơn, bất lực và dễ tổn thương. Lần đầu tiên trong đời, tôi nhận ra tôi không có khả năng kiểm soát bất cứ thứ gì trong cuộc đời mình cả. Nhưng
Thời khắc chạm đáy nỗi khổ đau này lại chính là bước ngoặt cuộc đời tôi. Trong một đêm kinh hoàng, tôi ngồi trong buồng giam. Lần đầu tiên tôi cầu xin Chúa, nói với Ngài rằng tôi rất hổ thẹn và hoảng sợ. Khi tôi cầu xin Ngài tha thứ và lòng bao dung, tôi bỗng cảm thấy một điều gì đó không thể giải thích và định nghĩa được. Tôi biết rằng Chúa đã đáp lại lời cầu xin của tôi bằng tình yêu và sự bao dung. Tại sao tôi biết? Chính tôi cũng không thể giải thích được, nhưng tôi cảm nhận thấy Chúa đang giang tay ra ôm lấy mình. Tôi đã nói, với sự giúp đỡ của Ngài, tôi sẽ trở thành một con người mà Ngài có thể tự hào. Phiên tòa xét xử tôi diễn ra vài ngày sau đó. Tôi may mắn được một vị thẩm phán tốt bụng cho cơ hội thứ hai để làm lại cuộc đời. Ông ấy cho tôi hai lựa chọn. Một là chịu án 4 năm trong tù. Hai là phục vụ 4 năm trong quân đội. Một quyết định thật dễ dàng. Tôi khi ấy không có nguồn lực tài chính và cũng không có giáo dục. Khả năng thành công sau này của tôi gần như bằng không. Thông qua vị thẩm phán, Chúa đã đáp lại lời cầu xin của tôi, đưa tôi thoát khỏi tương lai tối như hũ nút, dường như đã được ấn định sẵn. Lúc bấy giờ, tôi không biết rằng Ngài thẩm phán đã giúp đỡ tôi nhiều như thế nào. Ông ấy đã đặt tôi vào một con đường của sự khai phá. Khi gia nhập lực lượng không quân, tôi không có chút khái niệm nào về tính tự giác và lòng tự trọng, dù cho đó là hai đức tính then chốt của một cuộc sống được định hướng thành công. Nếu phải chỉ ra một điều mà lực lượng không quân đã dạy cho tôi, đó sẽ là nếu tôi làm đúng những gì họ yêu cầu vào những lúc họ yêu cầu thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Còn nếu không, tôi sẽ bị kỷ luật ngay lập tức. Tưởng chừng đơn giản, thế nhưng tôi mãi không quen với việc ngay lập tức làm theo mệnh lệnh của ai đó. Trong suốt kỳ huấn luyện cơ bản, tôi luôn tìm cách chống đối, coi thường nội quy, nhưng không đi được quá xa. Những lính mới có 2 ngày cuối tuần để về thăm gia đình sau 4 tuần huấn luyện. Nhưng tôi cùng một vài người bạn khác đã trốn đi trước đó 1 tuần. Chúng tôi bị bắt khi đang trên đường trở về doanh trại bằng cách nằm trên sàn xe. Người trung sĩ phụ trách lúc đó đã nói với tôi rằng: "Edwin, cậu thậm chí còn không đáng để tôi phải phí một viên đạn." Sau đó, ông ta bắt tôi chống đẩy 100 cái, lên lịch trực gác cho tôi nhiều hơn và từ chối lần thăng cấp đầu tiên của tôi. Rất nhanh chóng, tôi nhận ra hiểu biết đến từ những trải nghiệm thực tế, và nhiều khi những trải nghiệm giá trị nhất là những trải nghiệm khó khăn, khắc nghiệt, nhiều thách thức. Tôi đã phải trả giá cho quyết định sai lầm đó, nhưng bài học mà tôi có được thì hoàn toàn xứng đáng. Lực lượng không quân tỏ rõ là họ không hề đùa cợt. Họ sẽ đối xử công bằng với tôi, nhưng họ cũng kỳ vọng là tôi sẽ giữ lời hứa của mình. Họ chứng tỏ một điều là họ nắm quyền kiểm soát. Việc đó đã cho phép tôi từ bỏ nỗi lo phải khẳng định tự do cá nhân và bắt đầu phát triển ý thức kỷ luật. Trải nghiệm này còn là minh chứng cho điều mà tôi đã nghiệm ra rất nhiều lần sau này. Đó là, để có thể trở thành lãnh đạo, đầu tiên bạn phải sẵn sàng chấp nhận để người khác lãnh đạo. Kỷ luật tự giác là trạng thái cao nhất của sự tự biết mình, và điều này sẽ dẫn lối bạn đến thành công. Quan trọng hơn cả, bạn là người duy nhất nắm quyền kiểm soát tương lai của mình. Một trong những lợi ích lớn nhất của việc rèn luyện kỷ luật là bạn sẽ phát triển khả năng kiểm soát bản thân hoặc tự điều chỉnh, ngay cả dưới áp lực hay trong tình huống bất thường. Một bài học then chốt nữa mà tôi đã tiếp thu từ khá sớm, đó là không phải lúc nào lực lượng không quân cũng thấy tôi phạm lỗi để áp dụng kỷ luật và mệnh lệnh với tôi. Tôi cần phải học hỏi giải quyết công việc, ngay cả khi không có ai theo dõi. Sẽ rất dễ dàng để làm điều đúng đắn khi bạn luôn có cấp trên hoặc đồng nghiệp quan sát. Tuy nhiên, thử thách thật sự là duy trì tính kỷ luật và ý thức đó để hành động, hoặc không hành động trong nhiều trường hợp, ngay cả khi không có một ai biết rằng bạn đang làm điều đúng đắn. Vậy làm sao để bạn hoàn thiện kỹ năng đó? Trong mỗi người chúng ta đều có hai tiếng nói nội tâm. Một là tiếng nói của cảm xúc, bốc đồng hoặc ép buộc. Hai là tiếng nói của lý trí và chừng mực hơn. Khi đã nhận ra cả hai tiếng nói nội tâm này, bạn có thể trở thành bất kỳ ai mà bạn muốn. Bạn phải phát triển tiếng nói nội tâm lý trí. Nó cho bạn biết mình đang làm đúng hay sai. Truyền cảm hứng giúp bản thân giữ vững lập trường khi mọi thứ trở nên khó khăn. Một việc quan trọng cần làm là trau dồi một tiếng nói lý trí để nó nhấn chìm tiếng nói của sự bốc đồng hoặc ép buộc đang tranh đấu đòi sự chú ý. Điều này cũng đồng nghĩa với việc tự mình suy nghĩ,
Đây là một trong những đặc điểm chung thường thấy của những người thành công. Phần lớn chúng ta sinh ra trong một xã hội mà ở đó có những cơ sở hạ tầng xã hội và chính trị, còn được gọi là tập tục, đã được thiết lập sẵn cho ta. Đây là một dạng kiểm soát, bất kể ta có muốn thừa nhận hay không. Những thiết kế nhà cửa, quần áo hàng ngày ta mặc, các bài hát ta nghe, hay những kênh giải trí mà ta theo dõi, tất cả đều có xu hướng suy nghĩ thay cho chúng ta. Chúng ta tiếp tục với những gì có sẵn mà không hề thắc mắc. Còn những người phản đối sẽ bị coi là kẻ chống đối sự phát triển hay thậm chí là nổi loạn. Trong vai trò đơn lẻ của chúng ta ở xã hội rộng lớn hơn, rất nhiều người từ chối làm gì đó không theo xu hướng hiện tại. Ví dụ, nhiều người sẽ không mặc quần áo hợp thời trang, nhưng hợp thời chỉ có nghĩa là ai đó đang kiểm soát thứ bạn nên mặc. Hợp thời tức là mặc giống mọi người, dẫn đến việc bạn bị hòa vào số đông và không còn nét độc đáo của cá nhân mình. Truyền thông được sử dụng như một cách để nhồi nhét vào đầu chúng ta những thông tin gây thành kiến. Quảng cáo được sinh ra chỉ để khuyến khích chúng ta hành động theo cách có lợi cho những công ty đang tìm kiếm sự giúp đỡ tài chính từ ta. Bạn có thể bắt đầu cuộc đời được thiết kế sẵn mà không hề nhận ra. Nó khiến cho bạn khó khăn trong việc hiểu được ước mơ và mục tiêu của mình, huống chi là theo đuổi chúng. Những thông tin có sẵn cho chúng ta đó được gọi là sự tuyên truyền. Trong những cuộc chiến tranh, các bên tham chiến đều cố gắng gây ảnh hưởng đến tư tưởng của kẻ thù bằng việc tuyên truyền. Ngày nay, ta có quảng cáo mang đến ý nghĩa tiêu cực tương tự. Tôi tin rằng Internet đã tạo ra một tiềm năng vô hạn và tạo ra điều kiện cho một sự phát triển đột phá. Nhưng chúng ta cũng phải thận trọng trước xu hướng của bản thân cho phép mình được bảo phải làm gì, mua những gì và sống sót trong cuộc xâm lược dài hạn của những nguồn thông tin vô tận thế nào. Để trở nên đặc biệt, bạn phải quyết định mức độ đáng tin của bản thân. Bạn không cần phải tỏ ra gay gắt chống đối với tất cả những gì hiện ra trước mắt, nhưng bạn cần phải diễn giải và quyết định điều gì mới thực sự là quan trọng đối với mình. Vậy, những người biết tư duy độc lập có tính cách như thế nào? Đầu tiên, bạn sẽ đưa ra quyết định dựa trên sự quan sát và đánh giá của mình. Thay vì chấp nhận ý kiến của người khác, điều này tức là suy nghĩ theo lý trí khi đối diện với vấn đề. Tôi sẽ còn bàn về nó kỹ hơn nữa. Nhưng sau cùng, nó có nghĩa là cân nhắc một quan điểm mà không lập tức chấp nhận nó. Như Aristotle từng nói, tư duy độc lập cũng có nghĩa là dành thời gian để cẩn thận đánh giá tình huống. Và nếu đó là điều hợp lý thì phải đứng lên, chứng minh khả năng chịu trách nhiệm trước mọi quyết định của bản thân, bất kể kết quả tốt hay xấu. Trở thành một người tư duy độc lập, dĩ nhiên là có những đặc ân của riêng nó. Trong đó, điều đầu tiên và quan trọng nhất là bạn sẽ học được cách tin vào bản thân và khả năng của mình để đưa ra những quyết định đúng đắn. Điều này rất có ích trong việc theo đuổi và hoàn thiện những mục tiêu đề ra. Những người có tư duy độc lập còn có thêm khả năng bảo vệ những gì mà họ tin tưởng, cũng như mất đi nỗi sợ hãi vô cớ và làm điều gì đó khác biệt. Họ có một khái niệm về tự do lớn hơn những người khác, giúp mở rộng quan điểm về cuộc sống của họ, thêm nhiều khía cạnh và cơ hội phát triển bản thân hơn. Họ có xu hướng cảnh giác trước những gì truyền thông đang cố gắng bán cho họ. Điều này liên quan ngược đến khả năng đưa ra những suy nghĩ hợp lý về lựa chọn và quyết định. Trau dồi khả năng tư duy độc lập không chỉ hữu ích khi đưa ra quyết định liên quan đến kinh doanh, chính trị hay tài chính. Đôi khi, những quyết định liên quan đến cá nhân và gia đình thậm chí còn yêu cầu sự cam kết lớn hơn với nguyên tắc này. Tự ý thức là bước đầu tiên thiết yếu trong việc hướng tới tối đa hóa tiềm năng. Sự ý thức này có thể cải thiện cách bạn đánh giá sự việc và giúp bạn xác định một trong những cơ hội để phát triển bản thân. Mỗi người chúng ta đều được sinh ra với những cá tính độc nhất vô nhị và những tài năng thiên bẩm khác nhau. Tự ý thức là ý thức về bản thân, nghĩa là am hiểu tương tận về tính cách, nhận ra đâu là tài năng và đâu là điểm hạn chế của mình. Sự am hiểu này cho phép bạn chế ngự một thế giới nội tâm. Từ đó nó giúp cho bạn khắc phục điểm yếu và tận dụng tối đa thế mạnh. Bạn sẽ không thể thành công nếu ngay từ đầu không nhận ra tiềm năng của mình và quyết định sử dụng nó. Từ đó, nó trở thành vấn đề phát triển một tầm nhìn có khả năng truyền cảm hứng cho bạn ngay cả khi mọi thứ đang âm mưu chống lại bạn. Một ví dụ rất hay về tầm quan trọng của việc hiểu rõ bản thân đến từ những ngày đầu tôi quen người vợ đầu gối tay ấp trong nhiều năm của mình, Joan. Trước khi hẹn hò với cô ấy,
tôi đã có một cô bạn gái khác và từng đưa cô ta về ra mắt mẹ. Lúc bấy giờ, tôi sống trong ngôi nhà cũ của gia đình. Một ngôi nhà xung quanh cỏ mọc tùm, đổ nát, xiêu vẹo, có một phần bị bỏ hoang. Bất chấp nỗi lo lắng ban đầu của tôi, mẹ tôi thích cô gái tôi đưa về. Hai người họ không chỉ cùng chia sẻ niềm yêu thích đối với lối sống phiêu lưu mạo hiểm, mà mẫu xấu chung lớn nhất của họ là tính cách thất thường đồng bóng. Điều mà cả hai cùng thể hiện một cách rất cực đoan. Họ đã có khoảng thời gian vui vẻ cười đùa với nhau, người tung kẻ hứng xung quanh vô số chủ đề, từ nghệ thuật đến tôn giáo và thời tiết. May mắn thay, quan hệ của tôi đối với cô gái đó không mấy tốt đẹp. Và sau này, tôi có cơ hội dẫn Joan về nhà để gặp mẹ. Lần này, buổi ra mắt còn chưa đạt nổi mức tạm ổn. Joan và mẹ tôi không hề hợp nhau chút nào. Mẹ đã nhắc lại cho tôi nghe ý kiến của bà là cô gái trước có đầu óc cởi mở hơn, tinh thần cũng phóng khoáng hơn. Mẹ thậm chí còn khiến mọi thứ tệ hơn bằng cách dự đoán rằng nếu tôi cưới Joan, cuộc hôn nhân của chúng tôi sẽ không kéo dài quá 5 năm. Trên đường về nhà từ West Virginia, tôi quyết định rằng việc tốt nhất tôi có thể làm là cầu xin Chúa chỉ đường dẫn lối, giúp tôi đưa ra quyết định cho tương lai của mình và Joan. Rồi bỗng nhiên, tôi chợt nhận ra phải tin tưởng vào bản thân, hơn là tin tưởng vào lời nói của phụ nữ đã từng 3 lần thất bại trong cuộc hôn nhân và phải chịu đựng nhiều năm bất hạnh. Trong khi tôi yêu mẹ tôi rất nhiều, tôi nhận ra bà có lẽ không bao giờ được trải nghiệm lợi ích tuyệt vời mà một tình yêu bất diệt vô điều kiện có thể mang lại. Sau khi nhận ra nên làm gì, tôi đã xin Chúa cho phép tôi được dành cả cuộc đời còn lại bên Joan, vì tôi biết cô ấy là người bạn tri kỷ mà tôi cần, người sẽ chỉ đường và truyền cảm hứng cho tôi trong suốt hành trình cuộc đời. Sau khi nhận được sự đồng ý và chúc phúc của bố Joan, tôi cầu hôn cô ấy 2 tuần trước lễ phục sinh năm 1968. Tôi đã cực kỳ sửng sốt khi Joan đáp lại tôi bằng thái độ không mấy nhiệt tình. Cô ấy nói, em yêu anh, nhưng em không chắc là mình đã sẵn sàng để đi đến hôn nhân. Em cần 2 tuần để suy nghĩ trước khi đưa ra câu trả lời. Trong thời gian đó, em không muốn gặp anh. Dù vậy, chúng tôi vẫn tiếp tục nói chuyện với nhau qua điện thoại hàng ngày. Khỏi phải nói 2 tuần đó tôi đã lo lắng đến nhường nào. Với nỗi âu lo thường trực và một niềm hy vọng rằng cuối cùng cô ấy sẽ đồng ý, tôi thường xuyên cầu khẩn sự can thiệp của Chúa. Xin Ngài thuyết phục Joan rằng tôi là người đàn ông xứng đáng với cô ấy và cuộc hôn nhân này là điều mà Ngài muốn cho cả hai chúng tôi. Tôi kiên quyết tự thuyết phục bản thân rằng điều đó là sự thật. Nhưng việc chờ đợi cô ấy đưa ra lời kết luận tương tự quả là rất căng thẳng. 2 tuần sau, tôi đến nhà Joan để cùng gia đình cô dùng bữa trước lễ phục sinh. Tôi lo lắng, nhưng cũng đồng thời háo hức muốn nghe câu trả lời cuối cùng từ cô. Sẽ là lời nói dối nếu tôi nói tôi không sợ rằng mình sẽ bị từ chối. May thay, khi tôi đến nhà cô, tôi được đón tiếp nồng nhiệt và niềm vui hơn cả mong đợi. Joan tặng tôi món quà là nước thơm dùng sau cạo râu mà tôi yêu thích, rồi cho tôi câu trả lời mà tôi luôn hy vọng và cầu nguyện được nghe trong suốt thời gian qua. Em đồng ý. Đám cưới của chúng tôi được tổ chức ở Maryville, Tennessee, tháng 8 năm 1968. Và 2 năm sau, tôi nhận được lá thư này từ mẹ. Top thân yêu, mẹ chỉ muốn con biết rằng mẹ vô cùng hài lòng khi được chứng kiến quá trình con lớn lên và trưởng thành. Joan và cuộc hôn nhân của hai con đều thật sự tốt cho con. Mẹ thật lòng mong con đối xử tốt với vợ mình. Mẹ không nghĩ là con biết hoặc nhận ra là Chúa đã trao cho con khả năng nói ra đúng những điều khiến người khác cảm thấy tốt hơn. Đừng bao giờ lạm dụng nó để nói những lời dối trá. Mẹ rất hài lòng với sự thay đổi của con. Thương mến, mẹ của con. Lá thư đó là một công nhận to lớn mà mẹ dành cho tôi. Bất chấp sự bất đồng quan điểm ban đầu giữa chúng tôi về việc Joan có phải là người bạn đời thích hợp dành cho tôi hay không. Có lẽ, quan trọng nhất, tôi học được một bài học then chốt về tầm quan trọng của việc phát triển một tiếng nói nội tâm đủ lớn để lấn át những tiếng nói khác đang dành sự chú ý của bản thân. Nếu tôi không thể khuếch trương tiếng nói nội tâm thận trọng và có lý trí đó, có thể tôi đã nghe mẹ mình và coi trọng ý kiến của bà hơn, và tôi sẽ đánh mất một trong những điều tuyệt vời nhất xảy đến với mình. Cuốn sách mà các bạn đang nghe được thu âm và upload bởi kênh YouTube Radio Kết Nối. Chúc các bạn có được những bài học hữu ích. Xin cảm ơn.
sức mạnh của bạn. Có 5% dân số là người biết suy nghĩ, 10% là những người nghĩ rằng họ biết suy nghĩ, và 85% còn lại thì thà chết còn hơn phải suy nghĩ. Thomas Edison. Mọi người thường nói rằng trong cuộc sống, con người luôn phấn đấu để đi lên từ sinh tồn đến ổn định, thành công đến trở nên có ý nghĩa, và cuối cùng là để lại di sản. Bạn muốn điều gì nhất? Đó có phải là độc lập tài chính, danh vọng, tài năng đặc biệt, sự ngưỡng mộ thán phục, sự tôn trọng, sức mạnh hay hạnh phúc không? Thành công có thể là bất cứ thứ gì, và đó do chính bạn quyết định. Theo đuổi thành công là sự tìm kiếm mang tính cá nhân. Vì thế, bạn phải đưa ra sự lựa chọn khắt khe nhất trong cuộc đời. Nhưng nên nhớ, thành công không định nghĩa con người bạn. Nó chỉ tiết lộ bạn là ai và bạn có thể làm gì. Điều này được gọi là sự tự khẳng định mình và đại diện cho tất cả những điều mà một cá nhân có thể trở thành. Sự tự khẳng định bản thân là trở thành sự hoàn thiện của khả năng có thể xuất phát từ đặc điểm và tính cách của một người. Thành công là một khái niệm tương đối. Và như một người bạn của tôi, họa sĩ nổi tiếng Bob Tamberlake từng nói, thành công không phải là hũ vàng ở chân cầu vồng, mà là cuộc hành trình đi tìm hũ vàng đó. Tôi từng quen rất nhiều người đặc biệt thành công. Họ thành công ở nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm hội họa, thể thao, kinh doanh, thương mại, giáo dục, chính trị, văn chương, diễn xuất, tôn giáo và nhiều lĩnh vực khác nữa. Họ có đủ tính cách, kích thước, vóc dáng. Tôi đã học được rằng không chỉ những người nhanh trí nhất hoặc thông minh nhất mới có thể đạt được thành công, và thành công cũng không bị giới hạn chỉ dành cho những người tài năng nhất, có ngoại hình đẹp nhất hoặc nổi tiếng nhất. Một ví dụ điển hình là George Sin, tác giả Tỷ Phú Tự Thân, đồng thời là người sáng lập của một đội bóng NBA. George lớn lên ở một thành phố công xưởng nhỏ ở miền Nam. Bố ông qua đời khi ông lên 8 và mẹ ông đã phải làm nhiều việc một lúc để kiếm sống. Vào năm lớp 5, Sin bị nhục mạ bởi một người bạn cùng lớp khi cậu ta thông báo với mọi người rằng George bé nhỏ quá nghèo và phải ăn bữa trưa miễn phí của trường. George nói, từ đó trở đi, tôi không định để cho ai được phép làm nhục mình. Bởi vì sự nghèo nàn nữa, tôi sẽ tuân theo mọi nguyên lý cơ bản cùng tất cả những luật lệ đúng đắn để tiến lên phía trước và thành công. George đã rất vất vả vượt qua thời trung học. Ông chưa bao giờ là một học sinh giỏi, nhưng ông hứa với mẹ mình rằng sẽ tốt nghiệp và đã giữ lời hứa đó. Ông tốt nghiệp ở vị trí đội sổ, trong lớp có 232 học sinh. Sau khi đọc cuốn sách của tiến sĩ Norman Vincent Peale có tên là Sức mạnh của suy nghĩ tích cực, ông áp dụng những nguyên lý học được và phát triển một niềm tin vững mạnh hơn ở bản thân. George nợ mẹ mình ý tưởng về tam giác thành công mà bà dạy cho ông. Tôi đã nhìn thấy nhiều tam giác thành công, nhưng chưa từng thấy cái nào giống của bà. Bà nói, một cạnh tam giác là sức khỏe. Hãy chăm sóc bản thân, vì nếu con không khỏe, mọi việc khác đều trở thành thứ yếu. Cạnh bên kia là thái độ tích cực. Con phải có thái độ tích cực với bản thân và mơ ước của mình. Cạnh đáy của tam giác là niềm tin. Con phải có đức tin, chủ yếu là ở Chúa, nhưng cũng nên tin bản thân và những người khác nữa. George có một khát khao trở thành một người quan trọng. Ông làm việc ở một xưởng dệt và làm thêm cả nghề lao công để có thể chi trả cho việc học ở một trường đại học kinh tế nhỏ. Ông trở thành nhân viên phụ trách tuyển dụng của nhà trường và là một người bán hàng giỏi đến mức năm 23 tuổi, ông đã điều hành mọi công việc của nhà trường, rồi sau này trở thành đối tác của trường. Khi những cựu chiến binh Mỹ trong cuộc chiến tranh Việt Nam trở về, việc ghi danh nhập học ở các trường kinh tế tư tăng đột biến. George bắt đầu giành quyền sở hữu nhiều trường tư khác, sau đó xây dựng nên một chuỗi gồm 30 trường, được đặt tên là hệ thống giáo dục Routledge. Năm 1987, George quyết định rằng vùng Charlotte thuộc tiểu bang North Carolina, một thị trường đủ lớn để đảm bảo cho một đội bóng rổ NBA. Ông thuyết phục một ngân hàng lớn hỗ trợ cho mình và bắt đầu chuẩn bị đơn xin gia nhập. George và tôi đã ăn trưa cùng CEO của ngân hàng đó ngay trước ngày hết hạn nộp đơn. Trong cuộc trò chuyện, tôi nói với ông rằng tôi khá tự tin rằng Charlotte có thể dành một suất dành cho những đội mới mở rộng, dựa trên nghiên cứu về nhân khẩu học, xã hội tại vùng đó
được tôi thực hiện gần đây nhằm phục vụ cho sự phát triển doanh nghiệp của tôi. Ông quay sang tôi và hỏi, nghiên cứu về nhân khẩu học và xã hội học là gì? Khi tôi giải thích, ông hỏi, anh có thể chia sẻ thêm nghiên cứu đó với tôi để tôi thêm nó vào đơn xin gia nhập không? Tôi đồng ý, và sau đó ông dành cho tôi 4 ghế đẹp nhất trên khán đài mới. Georgie trở nên thành công, nhưng không phải vì ông thông minh hay vì quen biết rộng, mà bởi vì ông có một người mẹ hiểu biết, người mà ông luôn yêu thương và lắng nghe. Ông cũng có một tầm nhìn từ rất sớm, rằng không bao giờ để bị bẽ mặt nữa. Nỗi sợ thất bại chỉ đường dẫn lối cho ông cũng nhiều như việc ông muốn mẹ có thể tự hào về mình. Những người thành công dẫn dắt bản thân họ trước, rồi đến những người xung quanh họ. Như một bậc thầy của số mệnh, bạn là người duy nhất có thể chọn con đường cho mình. Bạn có thể đạt được bất cứ điều gì bạn cho là đủ quan trọng để theo đuổi một cách say mê. Hiểu được tiềm năng chân chính của bạn. Nếu bạn là một người bình thường, đúng mực, có một trí tuệ trung bình hoặc trên trung bình, từ bất kỳ chủng tộc nào, quốc gia, hình dáng, tín ngưỡng nào, bạn đều có những khả năng tiềm ẩn. Nếu như bạn chưa kiểm kê được những tài năng cá nhân cũng như những hạn chế của mình, vậy thì bây giờ là lúc để bạn tự xem xét bản thân một chút. Đa số chúng ta đều không có xu hướng dành thời gian để tự nhìn lại bản thân, nhất là những người có lòng tự trọng không cao. Ngay cả khi những phản hồi cá nhân được đưa ra, chúng ta cũng không phải lúc nào cũng cởi mở để đón nhận chúng. Khi mà những phản hồi chân thật thường không dễ nghe. Nhưng bạn phải mạnh mẽ và kiên trì để vượt qua nỗi sợ này. Mỗi khi chúng ta bị xúi dục phải lấn tránh việc tự xem xét nội tâm hay phản hồi về những người hiểu rõ chúng ta, hãy nhớ rằng sự hiểu rõ về bản thân mình, hay còn gọi là sự tự nhận thức đúng về bản thân, đó là chìa khóa của thành công. Biết được điểm mạnh và điểm yếu của bản thân, biết được tài năng của mình là gì và đâu là nơi có thể rèn luyện trí óc, sẽ cho phép bạn sống ở trong vùng mà bạn được là chính mình. Đặt vào bản thân những tình huống có thể tận dụng năng khiếu và tài năng sẽ dẫn đến một cuộc đời hoàn thiện hơn nhiều, so với việc phải vật lộn cuộc đời để cố gắng thành công ở những nơi bị hạn chế. Tôi biết rất nhiều nhược điểm của mình, nhưng có một số nhược điểm tôi phải dành cả đời mới hiểu nổi. Ví dụ, tôi luôn gặp khó khăn trong việc học vẹt sự kiện và ngày tháng. Tôi thực sự vất vả khi học ngôn ngữ thứ hai, mặc dù tôi có những người bạn là bậc thầy trong nhiều thứ tiếng khác nhau. Bộ não của tôi đơn giản không được lập trình cho những học kiểu đó. Mặt khác, tôi là người suy nghĩ lý trí, có logic, một người có tinh thần tự học và tính kiên trì rất cao. Ngày trước, khi chưa biết gì về khả năng cũng như giới hạn của bản thân, tôi không quan tâm phải mất bao lâu để ai đó có thể dạy cho tôi một ngôn ngữ mới, bởi vì tôi thuyết phục rằng mình không giỏi một môn học nào nên bắt đầu học hay không cũng thế. Dĩ nhiên, điều này khiến tôi cảm thấy mình thấp kém về mặt trí tuệ so với những người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra rằng có những người sở hữu lối tư duy cho phép họ học vẹt tốt hơn những người khác. Nếu bạn là người luôn cảm thấy mình kém cỏi trong cuộc sống, tôi sẽ khuyến khích bạn rằng tất cả mọi người đều khác nhau. Không có hai người nào là có cùng một tổ hợp điểm mạnh và điểm yếu cả. Chỉ bởi vì bạn không làm được một số điều mà người khác có thể, không có nghĩa là bạn không thông minh và không thể thành công. Một ví dụ nữa mà tôi muốn đưa ra là có rất nhiều bác sĩ cực kỳ tài giỏi trong chuyên môn của mình. Họ thường có năng khiếu giúp dễ dàng ghi nhớ dữ liệu, ngôn ngữ, sự kiện. Nhưng rất nhiều trong số họ hoàn toàn bất lực trong việc quản lý và cân bằng sổ sách. Ví dụ điển hình khác về việc tự ý thức được bản thân của mình đến từ một đối tác, đồng thời là một người bạn của tôi trong nhiều năm, John Crossland. Ông lớn lên cùng tất cả những đặc quyền của một gia đình và có tài chính vững mạnh, được học trong những ngôi trường danh giá nhất. Thật không may, ông gặp rất nhiều khó khăn khi đọc, nhưng mãi về sau mới phát hiện ra và được chẩn đoán là mắc chứng khó đọc. Vậy là, ông đã phải vật lộn với chứng khuyết tật học tập bao gồm khó khăn khi tiếp nhận và xử lý ngôn ngữ, điều thường được biểu hiện qua sự kém hiệu quả khi đọc, đánh vần hay viết. Khi John tốt nghiệp ở một trường đại học danh tiếng, bạn cùng lớp đã bầu chọn ông là người dễ thất bại nhất. Gia đình ông cũng đồng ý với điều này. Điều mọi người đánh giá thấp ở John là một sự kiên định, lì lợm khổng lồ, cùng khao khát chứng minh cho mọi người thấy rằng tất cả đã sai. Ông dành cả cuộc đời để làm việc chăm chỉ hơn người xung quanh. Để có thể học,
Ông viết lại mọi thứ mình nghe được vào một cuốn sổ tay và nghiên cứu chúng cho đến khi cảm thấy đã hoàn toàn thấu hiểu. Ông gần như không bao giờ chấp nhận câu trả lời không. Thay vì thế, ông luôn cố gắng tìm ra nhiều lập luận khác nhau cho đến khi có được điều mình muốn. John Crossland sau này đã trở thành người thầy thông thái, đối tác kinh doanh của tôi, và tôi đã được chứng kiến ông vượt xa mọi kỳ vọng như thế nào. John đã từng nói với tôi, nếu anh có đủ cố gắng, anh có khả năng vượt qua mọi chuyện. Tương tự, tôi biết được điểm mạnh của mình nằm ở tư duy khái niệm, logic, lý trí cũng như lòng kiên trì. Còn điểm yếu lớn nhất là khả năng ghi nhớ sự kiện và dữ liệu không có nghĩa là tôi không thể thành công. Nó chỉ có nghĩa là tôi đủ hiểu bản thân để thích nghi dựa trên những tài năng mà tôi có. Hồi còn là sinh viên đại học, có lần tôi phải tìm một chủ đề cho bài tập về nhà môn tiếng Anh. Và tôi hỏi bà tôi, người đã ngoài 80 tuổi rằng, cháu cần một câu châm ngôn thật hay để viết thành bài luận văn tiếng Anh dài 5 trang. Bà có gợi ý nào cho cháu không? Đưa cho bà tờ giấy. Bà nói, từ trí nhớ, bà viết ra câu châm ngôn của Tổng thống Calvin Coolidge và bảo tôi ghi nhớ nó để mà viết vào bài thảo luận của mình. Câu châm ngôn đó là, không có điều gì trên thế giới này có thể thay thế lòng kiên trì. Tài năng không thể làm được điều đó. Ta còn lạ gì với những người đã có tài nhưng thất bại? Thiên tài cũng không được. Những thiên tài không được tưởng thưởng gần như ai cũng biết. Học vấn cũng không thể. Thế giới đầy rẫy những người thất nghiệp có học thức. Duy chỉ có lòng kiên trì và tính quyết tâm mới là vạn năng. Tôi không thể nhớ hết câu châm ngôn, nhưng kể từ lần đầu tiên đọc được, tôi đã luôn sống dựa trên thông điệp mà nó truyền tải. Để hiểu được tiềm năng của bản thân, bạn cần phải liều lĩnh và dũng cảm. Tuy nhiên, sau này bạn sẽ được đền đáp một cách vô cùng xứng đáng. Hãy tìm hiểu điểm giao thoa giữa tài năng và đam mê của bạn, rồi từ đó bắt đầu xây dựng cuộc sống trọn vẹn mà bạn hằng mơ. Kể từ khi tìm thấy giao điểm này, tôi đã có khả năng làm được những việc vượt xa suy đoán của tất cả mọi người, kể cả bản thân tôi về năng lực của tôi khi tôi 17 tuổi. Những điểm mạnh riêng biệt mà tôi sở hữu với thành công của tôi không quan trọng bằng việc thấu hiểu và phát huy chúng. Suy cho cùng, sức mạnh không phải là vấn đề đối đầu giữa một kiểu tiếp thu này với một kiểu tiếp thu khác. Tự ý thức được bản thân sẽ giúp cho bạn tìm ra những tình huống mà ở đó bạn làm việc hiệu quả nhất, cũng như hỗ trợ bạn đưa ra những quyết định bằng trực giác. Quy tắc 1% đích thực. Nhiều năm về trước, có người đã chia sẻ với tôi học thuyết của một triết gia Ấn Độ, nói rằng trong một nhóm người bất kỳ, một công ty, một thành phố, một hội đồng hay một gia đình luôn có một tỷ lệ rất nhỏ, ví dụ 1%, những người sẽ tạo ra sự thay đổi. Họ được gọi là những người thực hiện. Nhóm khác đông hơn một chút, ví dụ 9%, sẽ theo dõi những gì đang diễn ra và được gọi là người quan sát. Số còn lại là không biết hoặc không quan tâm đến mọi chuyện vì nhiều lý do, từ việc không bao giờ đạt được sự ổn định trong cuộc sống cho đến việc nhận được quá nhiều sự hỗ trợ đến mức trở nên ích kỷ. Nhóm này có thể bao gồm những người đã được thường hưởng tài sản thừa kế cũng như những người được trợ cấp chính phủ. Họ được gọi là nhóm DKDC, viết tắt của Don't Know, Don't Care, tức là không biết, không quan tâm. Những cá nhân thuộc nhóm DKDC chiếm phần lớn dân số thế giới, dù điều đó tốt hay xấu, là những người luôn trong trạng thái sống sót hoặc chịu đựng, do cả những yếu tố chủ quan và khách quan. Một số luôn lo lắng tìm kiếm miếng ăn hoặc việc làm. Số còn lại thì sống ổn định, nhưng đơn giản là không quan tâm đến thế giới rộng lớn xung quanh họ. Những người này thỏa mãn với bản thân và không hề có hoài bão trở nên vĩ đại hơn. Họ cũng có xu hướng thường chỉ để ý đến những điều liên quan đến mình, đến nỗi chủ động quyết định không quan tâm đến bất kỳ điều gì khác. Gần đây, tạp chí Newsweek yêu cầu 1.000 công dân Mỹ thực hiện bài kiểm tra công dân. Kết quả thu được như sau. 29% số người tham gia không biết tên của Phó Tổng thống Mỹ. 73% không thể nói chính xác lý do Mỹ tham gia chiến tranh lạnh. 44% không thể định nghĩa tuyên ngôn nhân quyền. Và có 6% số người tham gia thậm chí không biết quốc khánh Mỹ là ngày nào. Trong một cuộc khảo sát toàn cầu gần đây có tên Khảo sát về sự ngu dốt, đã có gần 12.000 người Mỹ được hỏi và kết quả là nước Mỹ đứng thứ 2
chỉ sau nước Ý, trên bảng xếp hạng về độ hỏng kiến thức cơ bản của người dân trong những khía cạnh thiết yếu nhất của xã hội. Tệ hơn nữa, khi đài truyền hình ABC hợp tác với tạp chí Newsweek thực hiện một cuộc khảo sát, kết quả sau đó được đưa tin trên ABC là đáng ngạc nhiên thay, rất nhiều người dân Mỹ không hề biết đến những điều khoản của Hiến pháp. Cuộc điều tra cho thấy 61% những người được hỏi không biết rằng nhiệm kỳ của một thượng nghị sĩ là 6 năm. 63% không thể nhớ được số lượng thẩm phán của tòa án tối cao là 9. Và 86% không biết Hạ viện gồm 435 thành viên. Chỉ có một số ít có thể nhắc lại phần mở đầu của Hiến pháp. Chúng tôi là những công dân của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Hoặc liệt kê những điều kiện tất yếu để trở thành một tổng thống. Sinh ra tại Mỹ, ít nhất 35 tuổi, thường trú tại Mỹ. Sự không quan tâm đến những sự kiện đương thời và những nguyên lý nền tảng của xã hội Mỹ dễ nhận thấy này là ví dụ tiêu biểu về thái độ của nhóm DKDC đối với cuộc sống. Tuy nhiên, số ít ỏi những người thực hiện bẩm sinh là những người luôn cố gắng không biết mệt mỏi để hướng đến sự hoàn thiện. Những người thực hiện không ngồi đó và quan sát, họ nhìn thẳng vào tình huống, vào doanh nghiệp hoặc thử thách và cam kết sẽ thay đổi bất kỳ điều gì cần thay đổi để giúp mọi thứ tốt đẹp hơn. Tôi luôn là người sẵn sàng đứng lên và nói, tôi muốn tạo ra sự khác biệt. Đôi khi, tất cả những gì bạn cần chỉ là lòng can đảm dám giơ tay để thay đổi thế giới. Bằng kinh nghiệm, tôi nhận định về 1% ít ỏi có thể tạo nên sự thay đổi của triết gia người Ấn Độ kia là đúng đắn. Tuy nhiên, qua nhiều năm, tôi đã cải tiến lý thuyết này để hiểu được rằng trong mỗi người chúng ta đều có 3 yếu tố: người thực hiện, người quan sát và DKDC. Ví dụ, tôi là một người quan sát trong bóng bầu dục và hầu hết các môn thể thao khác. Trong âm nhạc, tôi rõ ràng là một DKDC, vì tôi không có kiến thức cũng như chẳng quan tâm đến lĩnh vực này. Trên hành trình theo đuổi thành công, tôi cần trở thành một người thực hiện trong lĩnh vực tài chính. Cần phải lưu ý đến những nghịch lý là khi một người thực hiện, bạn cần phải chấp nhận rủi ro để trở thành người thực hiện, và bạn phải trở thành người thực hiện để chấp nhận rủi ro. Hãy lấy một vận động viên yêu thích của tôi, Michael Jordan làm ví dụ. Việc Michael Jordan trở thành một người thực hiện thành công chẳng có gì là bí ẩn cả. Thời trung học, anh chơi cả bóng chày, bóng bầu dục và bóng rổ. Vì thế, anh có khả năng chơi thể thao nhưng không chuyên tâm cho bộ môn nào. Năm 2 trung học, anh đã tham dự cuộc thi tuyển vào đội bóng rổ của trường nhưng không được chọn. Thất bại này dường như đã thổi bùng ngọn lửa động lực trong anh. Động lực nhằm chứng minh rằng anh hoàn toàn xứng đáng có một vị trí trong đội. Thế là Jordan đã trở thành một ngôi sao trong đội dự bị. Mùa hè năm ấy, anh dồn toàn bộ tập trung cho bóng rổ và dành cho nó sự cố gắng bền bỉ. Năm sau, anh trở thành thành viên của đội bóng rổ nhà trường và ghi trung bình 20 điểm mỗi trận trong suốt 2 mùa giải tiếp theo, một con số phi thường. Tôi không có ý giảm nhẹ giá trị tài năng xuất chúng trời ban cho Jordan, nhưng ý nghĩa của câu chuyện này là nếu muốn đạt được bất kỳ điều gì đáng kể trong cuộc đời, bạn cần phải bước lên và trở thành một người thực hiện thực thụ. Michael đã nói, tôi đã ném trượt hơn 9.000 cú ném bóng trong sự nghiệp. Tôi có thể thua gần 300 trận đấu. Có 26 cơ hội được trao cho tôi để thực hiện cú ném bóng quyết định thắng bại, và tôi đã ném trượt. Tôi đã thất bại hết lần này đến lần khác trong đời, và đó là lý do tôi thành công. Một khi bạn hiểu được điều gì làm nên một con người thực hiện, thì câu hỏi đặt ra là trong lĩnh vực nào đó bạn muốn trở thành người thực hiện? Bạn sẽ trở thành người hành động, là người tạo ra sự khác biệt trong lĩnh vực đó. Bạn phải tập trung. Hơn tất thảy, lĩnh vực bạn chọn để trở thành một người thực hiện sẽ quyết định bạn là ai và giá trị của con người bạn trong suốt cuộc đời. Có những người muốn trở thành người thực hiện trong nhiều lĩnh vực và cuối cùng chẳng thể hoàn thành điều gì. Họ sớm nhận ra là họ không có khả năng tập trung thật sự cho việc trở thành đặc biệt ở bất kỳ lĩnh vực nào vì họ đã cố gắng vượt qua giới hạn của bản thân. Tất cả những người thành công hiếm có trước giờ đều chỉ làm người thực hiện trong một lĩnh vực họ chọn và dành cho nó sự tập trung mãnh liệt. Với suy nghĩ này trong đầu, hãy bắt đầu cố gắng phát triển năng lực riêng của bạn. Điều này có nghĩa là trở thành chuyên gia trong một lĩnh vực nào đó có thể khiến bạn nổi bật. Siêu năng lực của bạn.
Hầu hết chúng ta lớn lên với Superman, Batman, Wonder Woman. Nhưng, cũng như rất nhiều siêu anh hùng khác, chúng ta thường tập trung vào sức khỏe, thể chất siêu nhiên của họ. Nhưng thật ra, sức mạnh tinh thần của họ còn quan trọng hơn. Tất cả những nhân vật tưởng tượng này đều có một đặc điểm tâm lý chung. Họ có những sứ mệnh của riêng mình. Họ có một khát khao cháy bỏng được tạo ra sự khác biệt và giúp ích cho xã hội. Họ có mục đích và hành động là trách nhiệm của họ. Mỗi người họ sở hữu những siêu năng lực giúp họ hoàn thành mục tiêu của mình. Họ không bao giờ từ bỏ, không bao giờ. Bạn có thể hình dung được Superman bỏ cuộc không? Siêu anh hùng không biết về khái niệm 8 tiếng một ngày hay là 44 tiếng một tuần. Họ say mê với mục đích của mình. Người thành công có niềm tin mãnh liệt vào những gì họ làm. Thế nên, họ một lòng chỉ nghĩ đến chiến thắng. Với họ, khao khát và niềm đam mê để thành công vượt lên trên nỗi sợ thất bại. Có thể nói, họ đã tự phát triển siêu năng lực của mình. Cuốn sách mà các bạn đang nghe được thu âm và upload bởi kênh YouTube Studio Kết Nối. Chúc các bạn có được những bài học hữu ích. Xin cảm ơn. Sức mạnh của não bộ. Trên vai bạn là vật thể phức tạp nhất từng biết đến trong vũ trụ. Michiko Kaku, người theo chủ nghĩa vị lai, nhà vật lý lý thuyết. Giờ chúng ta đã được học những kiến thức mới lạ và khó tin về hệ thống điều hành đáng kinh ngạc của con người, não bộ. Bản thân não bộ thật sự là một kỳ quan. Theo Viện Sức khỏe Quốc gia, não bộ là bộ phận phức tạp nhất của cơ thể con người. Cơ quan nặng trung bình 1,35kg ở người trưởng thành. Là nơi chứa đựng trí thông minh, bộ chuyển đổi giác quan, cơ sở bắt đầu hoạt động, đầu lĩnh kiểm soát hành động, hành vi của cơ thể con người. Bộ não là nguồn gốc của tất cả những phẩm chất xác định tính người của chúng ta. Bộ não là chức vương miện gắn đá quý của cơ thể người. Những gì các nhà khoa học biết về bộ não trong một thập kỷ qua nhiều hơn toàn bộ những gì đã được khám phá trong các thế kỷ trước. Nhờ sự gia tăng của những nghiên cứu về thần kinh và khoa học hành vi, cùng với một sự phát triển của những công nghệ nghiên cứu mới. Vì thế, Quốc hội đã chọn ra những năm 90 của thế kỷ 20 là thập kỷ của não bộ. Bộ não người theo tiêu chuẩn bình thường có những đặc điểm sau. Chỉ chiếm khoảng 2% khối lượng cơ thể, nhưng tiêu thụ đến 20% tổng năng lượng. Tổng chiều dài của các mạch máu trong não là 100.000 dặm, tương đương với 160 km, một con số đáng kinh ngạc. Nó phát ra một dòng điện 10 đến 23W, đủ để thắp sáng một bóng đèn sợi đốt. Có khoảng 100 tỷ neuron tế bào thần kinh trong não được liên kết với nhau bằng một số lượng không thể tin nổi các khớp thần kinh, 100.000 tỷ khớp nối. Khả năng lưu trữ dữ liệu của não bộ rơi vào khoảng 2,5 petabyte, trong đó 1 petabyte bằng 10 mũ 15 byte và bằng 1.000 petabyte bằng 1 triệu gigabyte. Thông thường, mỗi người có khoảng 50.000 đến 70.000 suy nghĩ khác nhau mỗi ngày. Nếu bạn thức 16 tiếng một ngày, nghĩa là trong 1 giờ đồng hồ, bạn có 4.375 suy nghĩ khác nhau. Thực tế, não bộ sẽ đốt nhiều năng lượng hơn khi chúng ta ngủ, vì thời điểm cơ thể nghỉ ngơi này là lúc não bộ xử lý toàn bộ thông tin thu nhận được trong ngày. Bộ não luôn tự học hỏi và thích nghi. Bộ não gồm 4 vùng lõi tư duy và lập luận. Bán cầu não trái có chức năng phân tích và đưa ra định hướng. Bán cầu não phải chịu trách nhiệm về những suy nghĩ dựa trên trực giác và sáng tạo. Hệ viền là nơi cấu thành kiểm soát những hành vi cảm xúc. Vỏ não trước trán đóng vai trò quan trọng trong việc đưa ra quyết định. Nó xử lý thông tin nhận được từ 3 vùng còn lại và cố gắng đưa ra những quyết định hợp lý cân bằng. Có một thứ thậm chí còn hấp dẫn và bí ẩn hơn tồn tại bên trong não, đó là trí tuệ. Toàn bộ những thông tin mà não thu nạp được thông qua các cơ quan cảm nhận sẽ được trí tuệ tiêu thụ. Trí óc loài người có khả năng nhận thức giúp kích hoạt ý thức, tri giác, tư duy, đánh giá và ký ức. Nó là mảnh đất màu mỡ, nơi liên tục nuôi trồng các thói quen, ý kiến, tư tưởng và quan niệm của con người. Trí tuệ là nơi lý do và quyết định được hình thành. Nó có khả năng tự vấn. Trí tuệ tồn tại trong nhiều không gian hơn một chiều. Trí tuệ là vùng
tư duy kiến tạo nên con người qua những ước mơ và khao khát. Chúng ta sống cuộc sống của mình thông qua trí tuệ. Cơ thể và não bộ chúng ta tạo nên một nhà máy, nơi trí tuệ tồn tại, suy nghĩ, sáng tạo và tiếp nhận kiến thức. Ở nơi đó, trí thông minh, tính cách, cảm xúc của con người được xử lý. Mọi vật con người tạo ra đều bắt nguồn từ một suy nghĩ, một ý tưởng. Có một trường phái tư duy cho rằng ý tưởng tồn tại trong không gian và thời gian. Chúng có lẽ là những phân tử không thể nhìn thấy, di chuyển qua không gian và thâm nhập vào trí óc của con người, bất kể họ có nắm bắt và hấp thụ được nó hay không. Nếu không nhận được sự phản hồi từ con người, thì những ý tưởng đó có thể sẽ rời bỏ họ, tiếp tục di chuyển vào không gian, ghé thăm những trí óc khác cho đến khi ai đó cuối cùng cũng đáp lại bằng cách nuôi dưỡng chúng. Đã bao nhiêu lần bạn có một ý tưởng và rồi nghiền ngẫm về nó, nhưng cuối cùng lại gạt đi hoặc quên đi, dành chỗ để suy nghĩ cho những ý tưởng khác. Trong một cuốn sách tuyệt vời có tên Big Magic của mình, Elizabeth Gilbert đã nói: "Tôi tin rằng trên trái đất này không chỉ có động vật, cây cối, vi khuẩn hay virus cư ngụ, mà còn có cả những ý tưởng. Nó là một hình thái sống mãnh liệt, vô hình. Những ý tưởng hoàn toàn tách biệt với chúng ta, nhưng cũng có khả năng tương tác với chúng ta, dù theo cách có phần kỳ lạ. Chúng ta chẳng biết gì về những lực vô hình đã tác động xung quanh mình nếu như không có hiểu biết. Ta biết được một chút về những lực dễ nhận biết nhất như trọng lực, sóng âm, sóng ánh sáng, sóng điện từ hay những hạt nguyên tử, hạt hạ nguyên tử có thể xuyên qua những vật tưởng chừng rắn chắc. Nhưng còn loại lực khác mà chúng ta vẫn chưa hiểu biết thấu đáo thì sao? Có vẻ như Elizabeth Gilbert đã nắm bắt được một điều quan trọng. Chúng ta biết rằng mỗi não bộ có cấu trúc và khả năng riêng biệt. Một cách thông dụng để đánh giá khả năng nhận thức về nghiên cứu đó chính là chỉ số thông minh IQ. Và bài kiểm tra IQ thông thường sẽ đo lường một số yếu tố của trí thông minh như suy luận logic, kỹ năng toán học, khả năng ngôn ngữ, kỹ năng định hướng không gian, ghi nhớ kiến thức và khả năng giải quyết vấn đề khác thường. IQ, chỉ số đóng một vai trò không nhỏ trong thành công của bạn. Tác giả sách Thông minh hơn, khoa học mới về xây dựng sức mạnh não bộ, Dan Holley tin rằng thế giới thật sự quá phức tạp để một và chỉ một yếu tố đơn lẻ có khả năng quyết định tất cả. May mắn thay, nhiều năm qua, việc nghiên cứu khoa học đã khám phá ra rằng chỉ số thông minh của bạn không hề cố định. Thực tế, có một điều đã được chứng minh đúng rất nhiều lần, đó là trí thông minh có thể được cải thiện bằng cách luyện tập cho não bộ, cũng như bất kỳ nhóm cơ nào khác trong cơ thể. Ngày trước, tôi rời trại giam của trẻ vị thành niên và gia nhập vào lực lượng không quân. Tôi đã được cho đi kiểm tra trí thông minh và năng khiếu. Hồi đó tôi tưởng rằng mình không thông minh cho lắm. Tôi lớn lên với suy nghĩ đó, cộng với việc đến thời điểm bây giờ thì cuộc đời tôi hoàn toàn thảm bại. Vì thế, tôi dễ dàng tin rằng mình không thông minh thật. Tuy nhiên, tôi vô cùng kinh ngạc khi nghe người đánh giá thông báo kết quả kiểm tra của mình. Mặc dù tôi bỏ học phổ thông, nhưng chỉ số thông minh cho thấy tôi là người có trí tuệ tương đương với người trình độ đại học. Ý niệm về việc thông minh quả thực là một khám phá lớn đối với tôi. Phải mất một khoảng thời gian tôi mới hoàn toàn lĩnh hội được điều này. Khoảnh khắc tự nhận thức đó đã thay đổi cuộc đời tôi. Lý do khả thi duy nhất giải thích cho kết quả cao như thế là vì sự tò mò không thể thỏa mãn, cũng như đam mê đọc sách của tôi. Tôi đã học cách thoát khỏi nỗi đau của một tuổi thơ bất hạnh bằng việc chúi mũi vào một cuốn sách thường xuyên hết mức có thể. Bạn có thể đang ở vị trí giống tôi, tức là bị thuyết phục phải tin, hoặc tệ hơn là bị nói thẳng là bạn không hề thông minh, hoặc cuộc đời bạn mặc định sẽ thất bại. Dù ai nói ra những điều này, bạn cũng đừng tin họ. Duy nhất, chỉ có ý kiến và khả năng của bạn mới là quan trọng. Sau cùng, thì bạn không bao giờ biết mình có thể làm được gì cho đến khi bạn thử thách bản thân và thật sự cố gắng. Theo Edward de Bono, tác giả hàng đầu trong lĩnh vực tư duy sáng tạo và giảng dạy kỹ năng tư duy, nhiều người rất thông minh nhưng lại lười tư duy, trong khi nhiều người có trí tuệ trung bình lại là người có khả năng tư duy sắc bén. Mã lực của một chiếc xe hơi không liên quan đến cách người tài xế lái xe. Điều đó chứng tỏ rằng trí thông minh không hề tương đương với khả năng tư duy rành mạch, khả năng phát triển kế hoạch hay khả năng kiên trì đáng kinh ngạc.
Trải nghiệm thực tế cho tôi thấy rằng những người có chỉ số IQ trung bình hoặc hơn trung bình, đồng thời có sự cam kết ở mức độ cao, thường là những người thành công nhất trong việc đạt được mục tiêu do chính họ đặt ra. Trí tuệ của bạn cũng tương tự như bất kỳ nhóm cơ nào khác. Nếu muốn nó cải thiện, thì bạn phải luyện tập. Bạn dùng trí tuệ của mình càng nhiều, thì bạn càng thông minh hơn. Có một vài phương pháp thiết thực giúp cải thiện trí thông minh và khả năng tư duy bằng cách chăm chỉ. Trong đó, cách đầu tiên và hữu ích nhất là đọc hiểu những gì thử thách trí não bạn. Quan sát từ những nguồn khác ngoài kinh nghiệm cá nhân là điều hết sức quan trọng. Thực tế, một nghiên cứu gần đây của trường Đại học California, Berkeley, đã chỉ ra rằng những học sinh dành ít nhất 100 giờ đồng hồ ôn luyện cho bài thi đầu vào đầy thử thách của các trường luật, một bài thi toàn diện kiểm tra về khả năng ngôn ngữ và xử lý logic, nhận thấy mình ở những thay đổi tích cực và đáng kể trong phần não bộ chịu trách nhiệm cho lý trí và tư duy. Tôi đã quyết định trở thành luật sư khi đang là sinh viên năm 2 đại học. Vì thế tôi tham dự kỳ thi và đã vượt qua nó. Chỉ riêng trải nghiệm ôn thi và làm bài thi cũng đã là một sự giáo dục rồi. Sau này, tôi quyết định rằng dù ông ngoại tôi từng là luật sư, nghề này không phải dành cho tôi. Trí tuệ cảm xúc. Bạn là người biết kiềm chế cảm xúc hay để cảm xúc chế ngự mình? Hiện nay đã có cách giúp con người đo được trí tuệ cảm xúc AI. Nghiên cứu về trí tuệ cảm xúc đã trở thành xu thế chủ đạo đánh giá thần kinh trong những năm 1990. Nó giúp giải thích vì sao những người có chỉ số IQ trung bình lại có thể làm tốt hơn những người có chỉ số IQ cao. Nghiên cứu ngày nay chỉ ra rằng trí tuệ cảm xúc là một loại yếu tố có vai trò quyết định, cần thiết với sự thành công đặc biệt. Trí tuệ cảm xúc là tác động cách ta quản lý hành vi, định hướng những sự phức tạp của xã hội, cũng như đưa ra những quyết định cá nhân để đạt được kết quả tích cực. Nó là một tập hợp linh động những kỹ năng có thể cải thiện bằng cách luyện tập. Mặc dù nhiều người sinh ra đã có chỉ số AI cao hơn người khác, nhưng bạn hoàn toàn có thể phát triển trí tuệ cảm xúc cao ngay cả khi bạn không sinh ra với nó. Theo nhà văn, nhà giáo dục Kedar Cherry, AI liên quan đến khả năng nắm bắt, kiểm soát, đánh giá những cảm xúc của con người. Những nghiên cứu cho rằng trí tuệ cảm xúc có thể được học hỏi và củng cố. Khả năng thấu hiểu, diễn giải, đáp lại những cảm xúc của người khác cũng vậy. Chỉ số cảm xúc đo lường khả năng điều khiển hành vi và kiểm soát cảm xúc của bạn trong những thời điểm mà người khác trở nên phi lý, bốc đồng hoặc có xu hướng ép buộc. Đó là định nghĩa về sự trưởng thành trong cảm xúc. Việc trau dồi khả năng tương tác với người khác là vô cùng quan trọng. Đồng thời, bạn cũng cần biết khiêm tốn, biết kiềm chế để nhận ra rằng trong một vài trường hợp, mình phải thay đổi hành vi. Bạn thường không thể thay đổi hành động của người khác, nhưng bạn phải sẵn sàng rèn luyện khả năng kiềm chế của bản thân để thay đổi tư duy và kiểm soát cảm xúc của mình. Một phần lớn của việc tận dụng AI là biết được cảm xúc nào phù hợp với tình huống hiện tại. Ví dụ, tôi đã từng dùng đến những cơn giận và sự thương cảm như là công cụ quản lý khi tôi cảm thấy những cảm xúc đó có thể hữu ích. Tiến sĩ Daniel Goleman, nhà tâm lý học tốt nghiệp Đại học Harvard, người đã từng hai lần được đề cử giải thưởng Pulitzer, đã đưa ra một quan niệm đáng chú ý về khái niệm hai trí tuệ của con người, lý trí và cảm xúc, và cách chúng cùng nhau định hình số phận chúng ta trong cuốn sách bán chạy nhất có tên Trí tuệ cảm xúc của ông. Goleman khẳng định rằng có điều quan trọng nhất mà chúng ta có thể phát triển cho mình và cho con cháu chính là trí tuệ cảm xúc. Chứng minh rằng trí tuệ cảm xúc có liên quan trực tiếp đến khả năng học hỏi của ta. Như hầu hết mọi người, tôi thường đánh mất kiểm soát khi cảm thấy bị đe dọa hoặc nản chí. Đó chính là thời điểm cho phép khả năng kiềm chế cảm xúc phát huy tối đa tác dụng. Hầu hết chúng ta đều từng va chạm với những người giận quá mất khôn và mất kiểm soát. Bất kể nó bắt nguồn từ sự căng thẳng trong công việc hay gia đình, từ một cuộc tranh luận về chính trị, tôn giáo hoặc thậm chí là thể thao, thì điều đó thường sẽ dẫn đến việc một người có thể nói ra những điều mà họ không bao giờ nên nói. Tất cả là bởi vì họ cho phép sự bốc đồng lấn lướt lý trí, trái ngược với việc giữ một cái đầu lạnh. Trong rất nhiều trường hợp, hành vi này là tác dụng phụ của việc sử dụng thuốc an thần hoặc rượu. Tôi không biết bạn thế nào, nhưng với tôi thì rất khó để tôi kết nối được với những người dễ nổi nóng. Nó khiến người ta trở nên phiến diện, và loại hành vi bốc đồng này thường là thứ giết chết các mối quan hệ.
đa số chúng ta sẽ phản ứng một cách tích cực hơn nhiều với người biết đồng cảm và yêu thương. Một người trong những dấu ấn của người AI tuyệt vời là khi nói chuyện với họ, bạn cảm thấy mình là người duy nhất có mặt trong phòng. Tôi biết đến sức mạnh AI của Tổng thống Clinton có một cuộc trò chuyện với Newt Gingrich, cựu chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ, tại khu vực đón tiếp dành cho nghị sĩ nghỉ hưu. Gingrich thú nhận với tôi rằng ông ấy cảm mến Bill Clinton. Khi tôi hỏi vậy, tại sao ông liên tục công kích Tổng thống Clinton? Ông ấy đáp lại bằng việc nhắc tôi nhớ rằng đó là bản chất công việc của ông. Thế nhưng ông vẫn thích Tổng thống vô cùng. Hãy tưởng tượng mà xem, mặc dù ý thức tương đối khác nhau, đối nghịch nhau trong hầu hết các vấn đề và hiếm khi bỏ lỡ cơ hội để chỉ trích, chế nhạo, làm mất thanh danh của nhau một cách công khai, ít nhất là như thế. Nhưng Tổng thống Clinton có khả năng vượt xa một loạt các thách thức tương quan, rõ ràng và thuyết phục được Chủ tịch Hạ viện Gingrich rằng sau cùng thì ông ấy không quá tệ. Theo tôi, đó là một trí tuệ cảm xúc thực sự ấn tượng. Vậy, bí quyết làm nên thành công về mặt cảm xúc này là gì? Đầu tiên, khi đang tương tác với ai đó, thay vì hiểu động cơ của mình, bạn hãy thử hiểu điều gì khác thúc đẩy người kia. Vì sao? Bạn đã biết điều mình muốn rồi. Thứ bạn chưa biết là điều đối phương muốn. Sau nhiều năm làm công tác đàm phán, một phần của công việc kinh doanh, tôi nhận ra thử thách thật sự là đến một cuộc đàm phán với tư duy hướng tới điều đối phương muốn, tìm ra nó và sau đó cố gắng tìm cách giúp đối phương có được những thứ họ muốn khi rời khỏi bàn đàm phán, đồng thời cũng cho phép tôi tiến tới điều mình muốn. Nhiều năm trước, khi đang thương lượng để mua lại mảnh đất lớn, ban đầu tôi áp dụng cách tiếp cận kiểu người hàng xóm thân thiện và thường xuyên đến thăm người chủ đất đang sở hữu hàng trăm bất động sản đó trong nhiều tháng liền. Sau đó tôi phát hiện ra những chủ thầu khác cũng đang làm tương tự. Tôi liền nói với chủ đất rằng nếu ông đã sẵn lòng bán đất, ông nên hỏi mức đề nghị tốt nhất của người mua tiềm năng và gọi lại cho tôi. Tôi hứa sẽ linh động hơn và đưa ra một đề nghị tốt hơn cả. Còn nếu không thể đưa ra đề nghị tốt nhất, tôi sẽ giúp ông thương lượng để có được đề nghị tốt nhất từ bất kỳ ai mà ông chọn. Ông ấy đồng ý bởi ông ấy tin tôi. Và cuối cùng, tôi đưa ra lời đề nghị về cơ bản là vượt trội hơn tất cả những gì ông ấy mong đợi lúc đầu. Khi bắt đầu cuộc thương lượng hoặc bất kỳ mối quan hệ nào, cách tiếp cận mang tính chất đối kháng. Tôi có được gì từ việc này? Hóa ra lại là cách đàm phán ít tác dụng. Một cách kết nối nghèo nàn với bạn đời, bạn bè, hàng xóm và đồng nghiệp. Cuối cùng, tầm quan trọng của trí tuệ cảm xúc đã được tóm gọn một cách cô đọng và xúc tích nhất bởi một người bạn của tôi, Daniel Goleman. Người đã từng viết một bài báo được đăng trên tạp chí Harvard Business Review. Đó là những người lãnh đạo năng suất nhất thường giống nhau ở điểm cốt yếu sau. Họ đều có mức độ trí tuệ cảm xúc cao. Điều này không có nghĩa rằng IQ và các kỹ năng về kỹ thuật công nghệ khác là không quan trọng. Chúng có quan trọng, nhưng chủ yếu là ở ngưỡng có khả năng. Có nghĩa là chúng đạt mức yêu cầu cơ bản cho vị trí lãnh đạo. Nhưng khảo sát của tôi cùng với các nghiên cứu khác gần đây đã chỉ ra một cách rõ ràng rằng trí tuệ cảm xúc là điều kiện tiên quyết của khả năng lãnh đạo. Nếu không có AI, một người có thể có kỹ năng huấn luyện tốt nhất trên thế giới, một trí tuệ sắc bén, giỏi phân tích, đồng thời là một nguồn cung vô tận của những ý tưởng thông minh, nhưng anh ta sẽ không trở thành một nhà lãnh đạo giỏi. Tìm hiểu trí tuệ cảm xúc và biết cách tận dụng những cảm xúc đa dạng của bản thân sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu cuộc sống nhiều hơn bất kỳ điều gì khác. Lý lịch cá nhân. Hầu hết mọi người đều không thể miêu tả chính xác tính cách của mình. Nếu bạn chưa từng tự phân tích tính cách của bản thân, thì tôi hết sức khuyên bạn nên làm điều đó. Hiểu được cách mà bản thân nghĩ và phản ứng lại với người khác là vô cùng quan trọng. Về bản chất, tôi là một người dễ gần và tôi đã thu hút được nhiều lợi ích từ việc tận dụng đặc điểm tính cách này trong suốt cuộc đời. Tính cách cũng giống như một sợi dây cao su. Bạn có thể uốn cong, kéo giãn để làm nó khác đi trong một lúc, nhưng theo thời gian, nó sẽ trở lại hình dạng ban đầu. Tôi ngẫm rằng khi một người đến độ tuổi 25, tính cách của họ gần như đã ổn định. Bạn càng sớm học cách tận dụng nét tính cách nổi trội nhất, cũng như né tránh đặc điểm yếu kém nhất, bạn sẽ càng được trang bị tốt hơn để hướng tới thành công. Gần đây, một người bạn đã tìm kiếm đến tôi để xin lời khuyên nên làm gì tiếp theo.
Ông ấy đã 50 tuổi và đang cảm thấy chán nản vì không thể tiếp tục làm những công việc yêu cầu sức khỏe được nữa. Trước giờ, ông ấy sống phụ thuộc hoàn toàn vào công việc mình có được. Tôi giúp bạn mình đánh giá tính cách cá nhân của ông. Cả hai cùng xác định rằng đặc điểm tích cực và nổi trội nhất của ông là tài khéo léo ăn nói, khả năng không bao giờ gặp một người lạ, và những hiểu biết cùng kinh nghiệm trong lĩnh vực nghề thủ công, bao gồm nghề mộc, nghề hàn chì, nghề điện và thiết kế. Nhờ đó, ông ấy đã phát triển được một viễn cảnh mới về tương lai của mình và quyết định trở thành nhân viên cho một công ty thiết kế nhà cửa, nơi mà ông có thể cống hiến những ngày làm việc năng suất để giúp đỡ mọi người hoàn thành dự án của họ. Lúc gần 40 tuổi, tôi được yêu cầu làm bài trắc nghiệm tính cách Myers-Briggs khi hợp tác làm ăn với một đối tác. Và tôi nhận thấy đây là một công cụ tuyệt vời để giúp mọi người hiểu rõ hơn về điểm mạnh và điểm yếu trong tính cách của mình. Isabel Brickmeyer từng nói, bất kể trong tình huống nào, sự am hiểu về loại tính cách có thể giúp nhận thức của bạn rõ ràng hơn. Phán xét của bạn cũng đúng đắn hơn và cuộc sống của bạn sẽ gần với những gì mà con tim bạn mong muốn hơn. Trong trường hợp của tôi, việc hiểu rõ về đặc trưng tính cách và ưu tiên của bản thân giúp tôi đàm phán tốt hơn, cũng như kết thân hơn với nhân viên của mình để duy trì động lực làm việc cho họ. Mục đích của bài trắc nghiệm này là đưa ra các loại tính cách được nêu ra lần đầu tiên bởi các chuyên gia thần học và bác sĩ tâm thần Carl Jung, tới gần hơn và có ích hơn với phần đông nhân loại, dựa trên lý thuyết rằng hầu hết mọi hành vi ngẫu nhiên của con người thực ra đều xuất phát từ một tập hợp có trật tự của những sự ưu tiên liên quan đến những sự khác biệt cơ bản trong tính cách của người khác, sử dụng những cảm nhận và đánh giá khác nhau. Tổ chức Myers và Briggs giải thích về bài trắc nghiệm như sau. Cảm nhận bao gồm tất cả những hình thức viết về sự vật, con người, sự kiện hoặc tư tưởng. Đánh giá bao gồm tất cả các hình thức đi đến kết luận về những gì được cảm nhận. Nếu con người khác biệt một cách có hệ thống đối với những gì họ tiếp nhận và cách họ đưa ra kết luận, thì việc họ khác nhau về sở thích, cách phản ứng, giá trị, động lực và kỹ năng qua đó cũng là điều hợp lý. Bài trắc nghiệm của Myers-Briggs tiết lộ có 16 loại tính cách khác nhau, được phân nhóm dựa vào sự kết hợp của 4 tiêu chí định nghĩa bởi các chữ cái sau. Xu hướng tương tác với thế giới, E hoặc I, tức là hướng ngoại hoặc hướng nội. Cách nhận thức và tìm hiểu thông tin, S hoặc N, tức là giác quan hoặc trực giác. Cách quyết định và lựa chọn, T hoặc F, tức là khách quan hoặc chủ quan. Phong cách sống và làm việc, G hoặc P, tức là nguyên tắc hoặc linh hoạt. Có tất cả 16 loại tính cách xác định dựa trên sự kết hợp khác nhau từ những nguyên tố tính khí, và tất cả 16 loại đều có tiềm năng thành công. Không có một lý lịch cụ thể nào tốt hơn hoặc tệ hơn cái còn lại. Một mẹo ở đây là hiểu rõ tính cách của mình và uốn nắn hành vi sao cho thuận với điểm mạnh trong tính cách. Hiểu rõ tính khí, gắn chúng sao cho phù hợp với những theo đuổi cá nhân là điều cốt yếu để trở nên phi thường. Đối với vài người, điều này sẽ đến hoàn toàn tự nhiên. Nhưng với số đông khác, nó đòi hỏi sự tập trung hơn mức bình thường. Tôi sẽ chỉ rõ 16 nhóm tính cách này. Hãy tự cố gắng tìm ra nhóm mà bạn tin nó miêu tả rõ nhất về bạn. Ghi chú lại sự lựa chọn của mình, sau đó lên mạng tìm bài trắc nghiệm của Myers-Briggs. Ngoài ra, bạn cũng hãy hình dung xem nhóm tính cách nào có thể phù hợp với những người bạn biết rõ. Khi đọc về từng nhóm, cố gắng nghĩ đến một người bạn biết là đại diện của những miêu tả đó. Viết tên của họ cạnh mỗi nhóm. Khi bạn hiểu rõ hơn về những người xung quanh mình, bạn có cơ hội lớn hơn để gây ảnh hưởng đến họ. Cuốn sách mà các bạn đang nghe được thu âm và upload bởi kênh YouTube Studio Kết Nối. Chúc các bạn có được những bài học hữu ích. Xin cảm ơn. Người hướng nội, lý trí, trực giác và linh hoạt. Đây là những người tư duy và khá hiếm gặp. Họ tự hào vì tài phát minh cùng óc sáng tạo của mình và có một bản lĩnh mạnh mẽ. Thường được biết đến là những triết gia, kiến trúc sư hoặc giáo sư đãng trí. Những người thuộc nhóm tính cách này có công lớn đối với rất nhiều khám phá khoa học của con người. Ví dụ, nhà vật lý Albert Einstein, người đồng sáng lập Microsoft Paul Allen, người sáng lập Wikipedia Jimmy Wales. Người hướng ngoại, lý trí, trực giác và nguyên tắc. Đây là những người nhìn xa trông rộng
và mối quan tâm hàng đầu của cả đời họ là hiểu được thế giới mà họ đang sống. Họ tiếp thu từ những tư tưởng và hình ảnh của những tình huống họ quan sát. Do sử dụng năng lượng trực giác để xử lý thông tin vừa tiếp thu, họ thường đưa ra những đánh giá tình huống rất nhanh chóng và chính xác. Họ có hiểu biết sâu rộng về môi trường sống xung quanh họ hơn hầu hết các nhóm tính cách khác. Bởi nhìn chung, họ nắm bắt vấn đề khá nhanh và sâu sắc. Vậy nên, họ thường linh hoạt và thích ứng tốt với những nhiệm vụ khác nhau. Nhìn chung, nhóm tính cách này có khả năng làm tốt gần như mọi lĩnh vực khiến họ yêu thích. Đây là những người có nhiều ý tưởng, họ hào hứng với những ý tưởng của mình và có khả năng lan truyền lòng nhiệt huyết tới người khác để có thể nhận được sự hỗ trợ họ cần nhằm hoàn thiện tầm nhìn của mình. Ví dụ Tổng thống Mỹ Barack Obama, người đồng sáng lập Apple Steve Wozniak, diễn viên Neil Patrick Harris, người dẫn chương trình truyền hình Bill Maher, người hướng nội, lý trí, trực giác và nguyên tắc. Đây là những người điều hành bẩm sinh và là những nhà lãnh đạo nắm quyền. Họ thường có một tầm nhìn rõ ràng về tương lai. Bằng trực giác, họ hiểu cách tạo động lực cho mọi người, cũng như vận hành mọi thứ để hướng đến mục tiêu. Họ có xu hướng tiếp cận mọi tình huống với thái độ của một nhà phân tích có năng lực và không hề ngại ngần chỉ ra những vấn đề cần được cải thiện. Loại tính cách này thích giao du và nhanh chóng có ý tưởng về cách họ làm thế nào để một người sẽ phù hợp với kế hoạch lớn của họ. Họ thường rất thẳng thắn và dường như có chút tự phụ hoặc thậm chí là kiêu ngạo. Những người này có khả năng đánh giá con người và tình huống rất nhanh, nhưng đồng thời lại gặp rắc rối khi thường không thành thật về những gì họ chứng kiến. Thường theo đuổi những người có vị trí ảnh hưởng lớn. Họ có nhiều tham vọng và thường được miêu tả như những kẻ cuồng công việc hơn bất kỳ nhóm tính cách nào khác. Họ thật sự thích những công việc họ đang làm. Đây là nhóm tính cách kiếm được nhiều tiền nhất. Ví dụ, người đồng sáng lập Apple Steve Jobs và nguyên thống đốc bang Florida Jeb Bush. Người hướng nội, trực giác, lý trí và nguyên tắc. Đây là nhóm tính cách ít gặp nhất. Những người này là những nhà khoa học, kín đáo và là người có khả năng tư duy phản biện đáng nể. Họ tò mò về thế giới xung quanh và muốn biết nguyên nhân vật lý đằng sau vạn vật. Khi được hỏi về một vấn đề nào đó, họ sẽ cân nhắc và đưa ra một câu trả lời phức tạp. Họ có thể không biết giữ ý tứ khi đang trình bày quan điểm của mình. Những người thuộc nhóm tính cách này về bản chất thường không thích giao du và có xu hướng chỉ tin vào bản thân, dựa trên quan điểm mạnh mẽ về trí thông minh của mình. Họ phát biểu đầy tự tin và mong đợi người khác nhìn thấy sự thông thái trong nhận thức của họ. Họ thích trao đổi với các ý tưởng, nhưng có thể khiến bản thân gặp rắc rối, vì nếu niềm tin của ai đó là vô lý, họ chẳng cần ngại ngần mà sẽ nói thẳng thừng ra. Ví dụ như nhà vật lý Stephen Hawking, CEO Facebook Mark Zuckerberg hay CEO SpaceX Elon Musk. Người hướng ngoại, trực giác, cảm xúc và linh hoạt. Đây là những người truyền cảm hứng, là một tâm hồn tự do, có thể là trung tâm của mọi bữa tiệc. Người truyền cảm hứng thích thú và những mối liên kết về cảm xúc và xã hội mà họ có được với người khác và sở hữu một cái miệng có thể đỡ được cái thân. Họ yêu cuộc sống, coi nó như một món quà đặc biệt. Họ luôn cố gắng tận dụng mọi khoảnh khắc. Hầu như những cá nhân thuộc nhóm tính cách này có những kỹ năng tương tác với con người tốt. Ví dụ như diễn viên Robin Williams, Walt Disney, người sáng lập WikiLeaks Julian Assange. Người hướng nội, cảm xúc, trực giác và nguyên tắc. Đây là người lý tưởng hóa và họ có được một vẻ ngoài lạnh lùng. Họ chỉ dành những suy nghĩ và cảm xúc thật của mình cho những ai mà họ biết. Họ thường có trí tuệ khác người và thích những cuộc trò chuyện đầy ý nghĩa với người khác về giá trị, đạo đức, con người và sự trưởng thành. Họ say đắm những hình mẫu lý tưởng của riêng mình, nhưng thường giấu kín điều đó. Đây là những cây bút tài năng, nhưng lại có thể cảm thấy không thoải mái khi bộc lộ thành lời. Nhìn chung, với khả năng suy nghĩ sâu sắc và cử chỉ ân cần, họ thường là những người giỏi lắng nghe. Ví dụ như nhà soạn kịch William Shakespeare, nhà văn J.K. Rowling, họa sĩ Vincent Van Gogh. Người hướng ngoại, trực giác, cảm xúc và nguyên tắc. Loại tính cách này là những người cho đi và nhìn chung tất cả mọi người đều yêu mến họ bởi họ rất tập trung tương tác với con người và cực kỳ duyên dáng. Họ ghét sự cô độc
và có thể cảm thấy cô đơn ngay cả khi ở giữa một đám đông. Họ có được sự thỏa mãn tuyệt vời từ việc phục vụ người khác. Loại người này có kỹ năng tương tác với con người đặc biệt tốt. Họ khiến người xung quanh cảm thấy vui vẻ và họ thật sự yêu con người. Tính cách đặc trưng của họ là thẳng thắn và trung thực, đồng thời luôn toát ra vẻ tự tin. Nhìn chung, họ là những người sáng dạ, đầy tiềm năng, nghị lực và phát triển nhanh. Ví dụ như Tổng thống Abraham Lincoln, Tổng thống Ronald Reagan, ngôi sao truyền hình và chùm truyền thông Oprah Winfrey. Người hướng nội, trực giác, cảm xúc và nguyên tắc. Đây là nhóm người che chở và họ là những người hòa nhã, biết quan tâm, phức tạp và trực giác nhạy bén. Họ sống trong một thế giới của những giá trị và khả năng tiềm ẩn. Đặc điểm nổi bật của họ là óc nghệ thuật và tính sáng tạo. Dù thường nói năng nhỏ nhẹ, họ có quan điểm rất mạnh mẽ và sẽ đấu tranh không biết mệt mỏi cho điều mà họ tin tưởng. Họ dứt khoát và có ý chí mạnh mẽ, nhưng hiếm khi sử dụng sức mạnh đó để mưu lợi cá nhân. Một số sẽ coi những người thuộc nhóm tính cách này là người hướng ngoại thầm lặng. Những người này cần thời gian ở một mình để giảm sức ép và nạp lại năng lượng. Người hướng ngoại, giác quan, lý trí và nguyên tắc. Đây là những người bảo hộ và thường là những công dân gương mẫu, những trụ cột của cộng đồng. Họ nghiêm túc thực hiện cam kết và đi theo chuẩn mực về tư cách của công dân tốt, của riêng mình vô cùng chặt chẽ. Những người này thích được tương tác với người khác và luôn muốn được vui vẻ. Họ phải thật cẩn thận để không trở nên quá cứng nhắc hoặc không quá để ý đến tiểu tiết. Bởi vì họ đặt nhiều tâm huyết vào niềm tin của mình, thế nên điều quan trọng là họ phải đưa ra đánh giá của mình về những đóng góp và ý kiến của người khác. Nếu họ thờ ơ với cảm xúc của mình, họ có thể gặp vấn đề trong việc thỏa mãn nhu cầu gần gũi với người khác và cũng có thể vô tình gây tổn thương cảm xúc của mọi người khi áp đặt những lý do và logic vào những tình huống đòi hỏi lý lẽ chủ quan hơn. Ví dụ, cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, nhà tâm lý học và người dẫn chương trình truyền hình Deerfield, cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama. Người hướng nội, giác quan, lý trí và nguyên tắc. Đây là những người đảm nhận nhiệm vụ và được coi là nhóm tính cách phổ biến nhất. Những đặc điểm xác định con người họ là tính chính trực, logic thực tế, cống hiến cho công việc và họ có xu hướng giữ gìn truyền thống và luật lệ. Những người này luôn chịu trách nhiệm cho hành động của mình cũng như luôn tự hào với công việc. Ví dụ như nữ hoàng Elizabeth II, người sáng lập Amazon Jeff Bezos, nhà đầu tư Warren Buffett. Người hướng ngoại, giác quan, cảm xúc và nguyên tắc. Đây là nhóm người quan tâm, những người có khả năng giao tiếp và ứng xử tốt. Họ được yêu thích và thực sự quan tâm đến người khác, thu thập thông tin chi tiết về người khác để có thể hỗ trợ họ. Đây là loại người có thể khiến cho người khác thể hiện những đặc điểm tốt đẹp của bản thân, là người biết đồng cảm, rất giỏi giang trong việc đọc vị con người. Nhìn chung, mọi người rất thích tiếp xúc với những người này. Nhóm tính cách này vô cùng đáng tin cậy, họ đánh giá cao sự an toàn và ổn định. Ví dụ, giáo hoàng Francis, hoàng tử William, nguyên thống đốc bang Alaska Sarah Palin. Người hướng nội, giác quan, cảm xúc và nguyên tắc. Đây là những người nuôi dưỡng, luôn khát khao được phục vụ người khác. Họ mong muốn trở thành nhân vật có vai trò quan trọng. Trong một vài trường hợp, nhu cầu này lớn đến mức mối quan hệ cho nhận thông thường không thể thỏa mãn được họ. Đôi khi, những người này có thể bị xem thường hoặc thậm chí là lợi dụng. Ví dụ, Tổng thống George Bush, mẹ Teresa, hoàng tử Charles. Người hướng ngoại, giác quan, lý trí và linh hoạt. Nhóm này là những người thực hiện và mối tập trung của họ là những hành động ngay tại thời điểm hiện tại. Họ giải quyết những vấn đề thực tế một cách nhanh chóng. Những người này xuất sắc trong những tình trạng khẩn cấp, khi họ có thể áp dụng cực nhanh tư duy logic của mình vào những tình huống cần phải hành động. Đối với những mục tiêu dài hạn, họ ít hứng thú hơn rất nhiều. Theo bác sĩ tâm thần David Kersey, không ai thạo đời như họ, không ai khéo léo và tinh tế, cũng không một ai giỏi lôi kéo người khác như họ. Bởi vì họ là những người có khả năng phối hợp động tác và độ dẻo tốt điển hình.
nên rất đông những người thuộc nhóm tính cách này là những người có tố chất thể lực. Họ thích sử dụng lợi thế về thể chất của mình để theo đuổi những điều sôi nổi và những cuộc phiêu lưu, thích kiểm tra kỹ năng của bản thân trong hoạt động mạo hiểm, thậm chí là nguy hiểm. Ví dụ, Tổng thống Theodore Roosevelt, Tổng thống Franklin Roosevelt, Tổng thống Donald Trump. Người hướng nội, giác quan, lý trí và linh hoạt. Đây là những thợ lành nghề và họ có tính logic vô cùng cao. Họ thích thú với công việc, học hỏi từ kinh nghiệm. Thường là những người tự tin, dễ tính. Họ không ngại bắt tay vào hành động. Họ yêu sự nhộn nhịp và những trải nghiệm mới. Những người thuộc nhóm tính cách này có thể khó gần, thường bởi vì họ tập trung quá nhiều vào hành động và kết quả thay vì cảm xúc. Ví dụ, phi hành gia Alan Shepard, tay golf Tiger Woods. Người hướng ngoại, giác quan, cảm xúc và linh hoạt. Đây là những người trình diễn. Họ sống trong thế giới của những tiềm năng con người. Họ yêu những trải nghiệm mới. Họ hoạt bát và vui vẻ, thích làm trung tâm của sự chú ý. Họ sống với hiện tại, say mê với sự phấn khích và kịch tính trong cuộc sống của mình. Họ có những kỹ năng tương tác cá nhân tuyệt vời và thường thích đóng vai trò người hòa giải. Bởi vì họ đưa ra quyết định dựa trên giá trị cá nhân, nên họ thường là những người biết thông cảm và biết quan tâm đến sức khỏe của người khác. Ví dụ, Tổng thống John Kennedy, chủ tòa soạn Hugh Hefner, tác giả sách tự lực Tony Robbins. Người hướng nội, giác quan, cảm xúc và linh hoạt. Đây là những người nghệ sĩ. Họ sống trong một thế giới đa màu sắc và đầy vui thú, được truyền cảm hứng bởi mối liên kết giữa con người và ý tưởng. Họ hòa hợp với vẻ ngoài, hương vị, âm thanh, cảm giác và mùi hương của vạn vật. Họ có nhiều khả năng là những người yêu động vật và không thích được chú ý. Những người này có thể khó đoán, thậm chí ngay cả với những người bạn tốt và người thân yêu của họ. Nhóm tính cách này không dễ tiếp nhận chỉ trích và dễ cắt đứt mối liên hệ, thậm chí chỉ vì một sự coi thường nhẹ. Ví dụ, công nương Diana, nhạc sĩ Paul McCartney của nhóm nhạc The Beatles, ca sĩ Michael Jackson. Những ai hiểu tôi hẳn sẽ không ngạc nhiên khi biết rằng tôi là một người hướng ngoại, lý trí, trực giác và nguyên tắc. Được biết đến như một nhà điều hành tự tin, nhà quản trị kinh doanh, kẻ nghiện việc, tham vọng. Steve Jobs cũng là một người như vậy. Ông đã có bài phát biểu nổi tiếng tại lễ phát bằng của Đại học Stanford năm 2005 như sau. Thời gian của bạn là hữu hạn. Đừng lãng phí nó để sống một cuộc sống của người khác. Đừng bị bẫy bởi những giáo điều. Đừng sống bởi kết quả tư duy của bất kỳ ai. Đừng để ý đến ý kiến của xã hội, nhấn chìm tiếng nói bên trong trái tim bạn. Và quan trọng nhất, hãy can đảm đi theo con tim và trực giác của mình. Bằng cách nào đó, chúng ta sẽ biết được bạn thực lòng muốn trở thành người như thế nào. Và tất cả những điều còn lại đều chỉ là thứ yếu. Qua nhiều năm, tôi đã áp dụng công cụ đánh giá tính cách này với mọi nhân viên tiềm năng trong công ty mình. Nó là một cái nhìn khái quát về khuynh hướng tính cách tổng thể của một con người khi lựa chọn người đồng hành để giúp bạn hoàn thành mục tiêu. Tốt hơn là ta nên chọn một ai đó có đặc điểm tính cách phù hợp với vị trí mà ta đang cần. Trắc nghiệm tính cách Myers-Briggs không chỉ giúp cho công ty và nhân viên của tôi, nó còn là sự trợ giúp to lớn đối với cá nhân tôi. Tôi không hề biết mình là một người hướng ngoại, lý trí, trực giác và nguyên tắc cho đến khi John, một đối tác làm ăn, kiểm tra tôi trước khi hình thành mối quan hệ kinh doanh. Khi đó tôi 38 tuổi và cho đến trước khi làm bài trắc nghiệm, tôi chưa hề nghe về nó. Nó miêu tả chính xác về con người tôi, nhưng quan trọng hơn, nó xác nhận những gì đã khiến tôi trở nên thành công cho tới thời điểm đó. Trắc nghiệm Myers-Briggs chỉ ra cho tôi biết khía cạnh nào cho tính cách đã đưa tôi đến ngày hôm nay, giúp tôi xác định những đặc điểm nào trở nên mở rộng và nuôi dưỡng. Nó là một nguồn lực mạnh mẽ trong việc học hỏi kỹ năng để xây dựng điểm mạnh, bao gồm cả những đặc điểm mà tôi không hề biết là mình có trước thời điểm đó. Tôi vô cùng khuyến khích các bạn theo đuổi một cái nhìn rõ hơn về bản thân mình bằng cách tìm ra điểm mạnh và điểm yếu trong tính cách. Nếu bạn muốn hoàn thành tầm nhìn lớn, sẽ rất hữu ích nếu bạn biết đặc điểm nào có thể đưa bạn cán đích và chạm tới tầm nhìn lớn hơn tiếp theo. Có lẽ bạn sẽ ngạc nhiên với những gì mình tìm được. Bạn có thể lên mạng để tự tìm bài đánh giá hoặc tìm một người tư vấn giỏi để giúp mình. Dù bằng cách nào đi chăng nữa, trước hết hãy ngừng chờ đợi và
và bắt đầu khám phá những điều làm nên bạn. Tính linh hoạt trong tinh thần và lòng nhiệt tình. Người ta nói, khi lớn lên và trưởng thành, chúng ta nên bỏ lại đằng sau một số lý tưởng và sự đam mê của tuổi trẻ, của những năm tháng thanh xuân. Đây là cách hầu hết mọi người nghĩ về việc già đi. Tuy nhiên, trong một môi trường thay đổi liên tục như bây giờ, hóa ra việc giữ được sự linh hoạt trẻ trung và lòng nhiệt tình có thể mang lại công cụ cần thiết để thành công. Theo Bruce Chatton, một chuyên gia tâm thần học của Đại học Newcastle, những hành vi tuổi trẻ trong tuổi trưởng thành thực ra là một sự phát triển tính cách quý giá, điều mà anh ấy gọi là tình trạng giữ tính ấu trùng về mặt tâm lý. Theo tiến sĩ Chatton, con người ngày nay cần nhiều thời gian hơn để đạt đến độ trưởng thành tinh thần. Và như anh nói, sự linh hoạt trong thái độ, hành vi và hiểu biết có thể có lợi trong việc định hướng tính không ổn định của xã hội hiện đại, nơi con người dễ thay đổi công việc hơn, dễ học những kỹ năng mới hơn và dễ di chuyển đến những nơi chốn mới hơn. Một tâm hồn trẻ trung có thể được định nghĩa bởi hai phạm trù: phẩm chất trí tuệ và thái độ trí tuệ. Phẩm chất trí tuệ là những thứ như sự nhạy bén, trí nhớ, khả năng xử lý vấn đề, tất cả những đặc điểm then chốt để ta thành công cả trong đời sống cá nhân hay công việc. Tôi sẽ còn đi sâu vào vấn đề này hơn trong những chương sau. Nhưng rất nhiều người tin tưởng rằng phẩm chất trí tuệ của một người là thứ gì đó không bao giờ thay đổi. Một niềm tin mà tôi dần dần nhận ra là hoàn toàn sai. Thực tế, bất kể đánh giá về khả năng đầu óc của bạn là gì, ta gần như có thể cải thiện nhờ nỗ lực. Thái độ trí tuệ của bạn là điều thậm chí còn quan trọng hơn. Thomas Jefferson, một trong những người cha đẻ và là tổng thống vĩ đại nhất của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, đã có lần nói: không gì ngăn cản được những người có thái độ đúng đắn đạt được mục đích của mình, và không gì trên đời có thể giúp kẻ có thái độ sai. Sự thật hiển nhiên này không chỉ có thể ứng dụng vào công việc, mà còn trong mọi khía cạnh khác của cuộc sống. Tôi tin rằng lời dự báo đáng tin cậy nhất về thành công chính là sẵn sàng duy trì thái độ tích cực khi đối mặt với những tình huống thử thách, và duy trì suy nghĩ tích cực đó là đặc điểm đắt giá của một tâm hồn trẻ trung. Không có điều gì mà bạn không thể đối mặt khi có một cái nhìn đúng đắn cùng sự sẵn sàng chấp nhận thay đổi. Phong cách học tập của bạn. Bạn đã từng gặp khó khăn khi học một thứ khá là đơn giản và rồi thất bại chưa? Khi những người xung quanh bạn tiếp thu được những bài học và tiếp tục tiến tới, bạn có thể cảm thấy tụt hậu và bắt đầu nghĩ rằng mình có lẽ không thông minh lắm. Nhưng tôi có tin tốt cho bạn đây. Nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng bộ não con người tiếp nhận thông tin và xử lý chúng bằng những phương pháp và cách thức học tập khác nhau. Bộ não cũng thay đổi cách mà bạn nhớ lại thông tin, hay thậm chí là những từ ngữ bạn chọn. Mỗi cách học sử dụng những phần khác nhau của bộ não. Những nhà nghiên cứu đã sử dụng công nghệ chụp hình não để có thể khám phá ra những vùng trọng yếu trong não chịu trách nhiệm cho từng cách học. Và sau đây, vài cách học đã được phát hiện gần đây. Bằng hình ảnh. Học bằng cách nhìn thông tin, bức tranh, hình ảnh. Những người này tư duy theo 3D, có trí tưởng tượng tốt. Thủy thủ, thợ điêu khắc, họa sĩ, kỹ sư, phi công, nhà thiết kế, kiến trúc sư, bác sĩ phẫu thuật thường là những người học bằng hình ảnh. Bằng âm thanh. Tiếp nhận kiến thức qua âm thanh. Nếu bạn là một người học bằng cách lắng nghe, bạn sẽ cần sử dụng đến tiếng động, nhịp điệu và âm nhạc trong việc học tập của mình. Những người sử dụng phương pháp này ghi nhớ những gì họ nghe và nói, thích các buổi trao đổi trong lớp học và học theo nhóm nhỏ. Họ nắm thông tin tốt nhất khi nghe. Bằng từ ngữ. Tiếp nhận kiến thức qua từ ngữ, cả nói và viết. Những người sử dụng phương pháp này thường hướng theo nghề nghiệp như tác giả, diễn giả, diễn viên, giáo viên, luật sư, cảnh sát. Bằng xúc giác. Học qua việc chạm và thực hiện, hoạt động chuyển động, thực hành, thử nghiệm, tham gia. Nghề nghiệp phù hợp với những người có cách học này bao gồm vận động viên, vũ công, diễn viên, người trình diễn, huấn luyện viên. Bằng tư duy logic. Là việc phản ứng với những người có tư duy logic, lý lẽ, hệ thống. Những người này ưa lập luận, phân tích logic và những con số hơn. Họ là những người giải quyết vấn đề và có thể nhận ra những kiểu hình. Nghề nghiệp dành cho những người học cách học này có thể là nhà toán học, khoa học, kế toán,
nhân viên ngân hàng, người phát minh, thám tử, kỹ sư. Bằng giao tiếp xã hội. Thích học trong môi trường có sự tương tác với người khác. Giáo viên, nhân viên kinh doanh, nhân viên công tác xã hội, người cố vấn, bác sĩ, y tá, bác sĩ tâm thần. Bằng việc ở ẩn hoặc tự dạy. Thích làm việc một mình và tự nghiên cứu. Họ cũng được biết đến như những người tự học. Nghề nghiệp phù hợp với những người có cách học này bao gồm nhà nghiên cứu, tác giả, triết gia, nhà thám hiểm. Tất cả chúng ta đều kết hợp các cách học này lại với nhau. Nhưng sẽ có một cách trội hơn là cách học tốt nhất dành cho bạn. Tôi nhận ra mình thích cách học bằng việc ở ẩn, bằng mắt nhìn và tư duy logic. Chế độ giáo dục truyền thống phần lớn sử dụng phương pháp giảng dạy bằng lời nói và logic. Vẫn lệ thuộc vào sự trình bày, nhắc lại, học vẹt và kiểm tra để củng cố kiến thức. Hệ quả là chúng ta sẽ gắn mác thông minh cho những đứa trẻ phản ứng tốt với cách học bằng lời nói, tư duy và khả năng ghi nhớ tốt. Ngược lại, những học sinh học tốt hơn với những phương pháp học khác sẽ thấy chúng không thể hiện đủ tốt, ngay cả khi chúng cũng thông minh bằng, thậm chí là hơn những đứa trẻ có điểm số cao kia. Khi còn trẻ, Albert Einstein xung đột với ban giám hiệu nhà trường và không hề bằng lòng với chế độ cũng như phương pháp dạy học được áp dụng. Sau này, ông có viết linh hồn tư duy học hành và sáng tạo đã hoàn toàn lạc lối trong phương pháp học vẹt cứng nhắc. Khi Einstein tham dự kỳ thi tuyển sinh đại học, ông đã bị trượt khi xét tổng điểm bài thi, nhưng mặt khác lại giành được điểm số cao đáng kinh ngạc ở môn vật lý và toán học, những môn mà ông đã tự học một mình với tư duy logic. Về sau, ông nói, hầu hết các giáo viên phí phạm thời gian khi đặt ra những câu hỏi nhằm khám phá những gì học sinh không biết, trong khi nghệ thuật thực sự của việc đặt câu hỏi là khám phá những gì học sinh biết hoặc có khả năng biết. Bằng cách nhận ra và hiểu thiên hướng học tập tự nhiên của bản thân, bạn có thể sử dụng những kỹ thuật học tập phù hợp với mình. Điều này cải thiện tốc độ và chất lượng của quá trình học. Có vẻ như mỗi não bộ đều bao gồm cả những gì được xem là năng khiếu và thách thức. Tony DeBlois, một người bạn tốt của tôi, khi sinh ra đã bị mù bẩm sinh và chỉ nặng chưa đến nửa cân. Sau này, anh cũng được chẩn đoán là mắc chứng tự kỷ. Nhưng Tony bây giờ đã 41 tuổi, là một người tự kỷ thông thái phi thường. Một trong số ít ỏi hơn 100 thiên tài tự kỷ được biết đến trên toàn thế giới. Anh biết chơi đàn piano khi mới 2 tuổi và nhờ người mẹ, người giáo viên tận tụy của anh, Jen Nice, mà cho đến nay, anh có thể chơi đến hơn 20 loại nhạc cụ khác nhau, bao gồm cả đàn dây, nhạc cụ thuộc bộ gõ và họ hơi. Tony có một gia tài âm nhạc đáng kinh ngạc, gồm hơn 10.000 bản nhạc trên tất cả các thể loại. Anh có thể hát bằng 8 thứ tiếng. Ngoài ra, anh có lẽ là người tử tế nhất mà tôi từng gặp. Tony là một ví dụ hoàn hảo về người hiểu được điểm mạnh cá biệt của bản thân và tận dụng chúng để vượt qua những gì người khác cho là điểm yếu. Anh ấy hiểu rõ về mình và sử dụng sức mạnh mà mình có để đem lại lợi ích. Bạn có thể không có sức mạnh giống như Tony, nhưng cũng không chắc là bạn sẽ phải đối diện với những thử thách bi thảm đến vậy. Điểm chung của bạn với Tony là khả năng hiểu được điểm mạnh và điểm yếu của mình, để thích nghi với chúng, mang lại cho bản thân cơ hội tốt nhất để thành công. Các bạn vừa nghe xong phần đầu, bao gồm sức mạnh của bạn và sức mạnh của não bộ. Trong cuốn sách Sức mạnh biến cuộc sống tầm thường thành phi thường của tác giả Mark Ewing. Các phần sau sẽ tiếp tục được radio kết nối truyền tải trong các video sau. Các bạn nhớ theo dõi nhé. Tôi là Tràng Mưa của Radio Kết Nối. Xin chào và hẹn gặp lại.